Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 209. Răng rắc. Ông trời nổi giận, lại một tiếng sấm vang lên, lần này có ba tia sét thần giáng xuống như thể phải tiêu diệt cấm kỵ nhân tộc mà Ngô Bình mới tạo ra. Lúc này, đứa nhỏ chạy lên đỉnh đầu của Ngô Bình, bay lên trời, hóa thành một đứa nhỏ khổng lồ cao vạn trượng, hét lên đây giận dữ rồi nuốt mất ba tia sét, sau đó đứa nhỏ bụ bấm vung thi, thời không sụp đổ, đạo tắc nát bấy, trật tự bị hủy, chung quanh trở nên hỗn độn. Ngô Bình đưa người, mình đã tạo ra cấm kỵ gì thế này, mạnh tới biến thái. Mèo đen nhìn lên không trung, trong mắt là sự hâm mộ, chúc mừng, một cấm kỵ nhân tộc đã ra đời. Ngô Bình hỏi, mèo đen, cấm kỵ của ta là cấp bậc gì? Mèo đen lắc đầu, cái này thì không rõ, vừa sinh ra nhưng đã có sức mạnh đứng top đầu trong các cấm kỵ. Sau này nó trưởng thành thì uy lực còn vượt xa hiện tại, không chừng có cơ hội biến thành cấm kỵ tối cao. Ngô Bình vui mừng, vậy nó rất mạnh. Nói xong cậu đưa đan sinh mệnh, đan ngũ hành. Thần nguyên, đan thần tam bảo đã luyện chế cho bí anh cấm kỵ dùng. Ăn thần đan xong, bí anh nhanh chóng phát triển, càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một người khổng lồ cao vạn trượng. Hình dáng bên ngoài đã không còn là đứa trẻ mà trở thành một thiếu niên giống hệt Ngô Bình. Thu lại bí anh, Ngô Bình bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 trúc cơ cấp 4, cấm thuật. Cấm thuật là kết hợp sức mạnh cấm kỵ với bí thuật, biến nó thành pháp thuật cụ thể nhưng uy lực mạnh bí pháp rất nhiều. Nhưng tu sĩ thánh cổ đại lục thường khó có thể sở hữu cấm chế chân chính, chỉ có thể mượn dùng năng lượng của hạt giống cấm kỵ, tạo ra một vài cấm thuật tâm thường. Ngô Bình không giống vậy, cậu có được cấm kỵ, nhân tộc thật sự, cấm thuật của cậu tất nhiên cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Cậu đang nghĩ nên chuyển hóa bí thuật nào thì giọng Lý Thần Cương vang lên bên tai. Trong nhà công tử xảy ra chút chuyện. Ngô Bình tức khắc đẩy ra đi ra, Lý Thần Cương đứng ở cửa, cậu hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Thần Cương, nước Tống đột nhiên đánh vào Đại Hạ, ba đại tướng canh giữ phía Nam làm phản, trăm vạn quân Tống vào như chỗ không người, dễ dàng tóm được bốn tỉnh phía Nam, trong đó có cả Giang Nam. Ngô Bình kinh hãi, tình hình sao rồi? Lý Thần Cương, quân Tống kỷ luật nghiêm khắc, nhưng vẫn có những kẻ hành hung hay làm ác. Chỉ trong tỉnh Giang Nam thôi đã tử thương mấy chục nghìn người, còn mấy chục nghìn người đã mất tích. Hiện tại trên đường gần như chẳng có bóng người, không ai dám ra cửa. Chuyện xảy ra khi nào, Ngô Bình hỏi. Hôm qua quân Tống vừa tiến vào Giang Nam, vì xảy ra xung đột với Sơn Trang Hoàng Long, một võ tướng nước Tống đã dẫn theo không ít cao thủ bao vây Sơn Trang, chân thân của lão phu đang có mặt ở hiện trường, hóa thân tới xin chỉ thị của công tử. Ngô Bình không ngờ nước Tống lại đột nhiên đánh vào Đại Hạ, hơn nữa tướng bên Đại Hạ còn phản bội nước nhà. Tôi tự mình về một chuyến. Vì vậy cậu tạm biệt mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất quay về thế tục. Tại Sơn Trang Hoàng Long, Phương Lập và Tiểu Tuấn đang đứng trên không Sơn Trang, lạnh lùng nhìn 10.000 binh lính đang bao vây Sơn Trang. Tiểu Tuấn cần răng, chú Phương, cháu ra ngoài giết họ. Phương Lập bình tĩnh nói, Tiểu Tuấn, chủ nhân không có ở đây. Chúng ta không thể tự tiện hành động. Tuy nhân số bên họ nhiều nhưng có chú và cháu, thêm đại trận bảo vệ, những kẻ này không đáng để lo. Nói xong Phương Lập lại nhìn thoáng qua Lý Thần Cương đang ẩn mình trong hư không, huống chỉ còn có một vị thần tiên lợi hại ở đây, có lẽ là người do chủ nhân phái tới. Bên ngoài Sơn Trang, một tướng quân trẻ tuổi của nước Tống lạnh lùng nhìn vào Sơn Trang, vẻ ngoài vô cùng đẹp, đằng sau là 100 chiếc thiết giáp và 20 chiếc xe tăng. Chỉ cần người này ra lệnh thì có thể lập tức san bằng Sơn Trang nhỏ bé này. Nhưng người này mãi vẫn không ra lệnh vì người thân cận đã nhắc Sơn Trang này không đơn giản, bên trong người tu hành. Bất chợt một tia sáng từ xa lao tới, xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuấn. Bố ơi! Tiểu Tuấn mừng rỡ nhào vào lòng Ngô Bình, ôm cổ cậu. Ngô Bình xoa đầu nhỏ của cậu bé, sau đó hỏi Phương Lập, xảy ra chuyện gì? Phương Lập vội nói, chủ nhân! Không biết sao nước Tống lại chiếm được Giang Nam, mấy trăm nghìn quân tiến vào chiếm đóng, bên phía Bắc đang phòng ngự. Sáng hôm nay, một tướng quân họ Chu nghe nói hoàn cảnh sống bên Sơn Trang chúng ta không tệ nên cho. Người tới đuổi chúng ta, muốn chiếm nơi này, chúng ta tất nhiên không đồng ý, cho người đánh đuổi đám linh kia. Không ngờ đối phương chưa từ bỏ, phái thêm mấy chục cao thủ tới, toàn bộ đều bị tôi xử lý. Đối phương thấy chúng ta không dễ chọc nên dẫn theo xe tăng và thiết giáp tới, định san bằng Sơn Trang. Giờ phút này,
tướng quân trẻ kia đang cầm loa kêu gọi Sơn Trang đầu hàng, người ở bên trong nghe cho kỹ. Tôi ra thời gian cho các người là trong 10 phút phải đi ra nhận tôi, bằng không chúng tôi sẽ nã pháo. Thấy cảnh này, Phương Lập cười lạnh một tiếng, chủ nhân, tôi sẽ diệt họ ngay bây giờ. Ngô Bình nói, người này dám đụng vào Sơn Trang Hoàng Long thì chuyện không đơn giản, tôi đi gặp đối phương. Nói xong, cậu bế Tiểu Tuấn trên vai, đột nhiên xuất hiện trước mặt tướng quân kia. Tướng quân này môi hồng răng trắng, tướng tá không cao nhưng gương mặt tỉnh tế. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đây là một nữ tướng. Ngô Bình thấy vậy, trong lòng dao động, vì đây là một trong 10 người trên Mỹ nhân đồ. Cậu cười hỏi, Mỹ nữ muốn cho nổ Sơn Trang Hoàng Long à? Tướng quân xinh đẹp lạnh lùng nhìn Ngô Bình, anh có thể nhìn ra tôi là nữ sao? Ngô Bình thở dài, chỉ cần không mù thì đều nhìn ra được. Tướng quân xinh đẹp hừ một tiếng, hạn cho các người trong 3 ngày phải dọn ra khỏi Sơn Trang này, nếu không bản tướng quân sẽ cho nổ tan tành nơi này. Ngô Bình cười nói, Sơn Trang này tặng cho tướng quân cũng được. Tướng quân xinh đẹp ngớ người, cô ta không ngờ Ngô Bình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ngô Bình nhìn cô ta, hỏi, tướng quân còn yêu cầu gì cứ nói, tiểu dân nhất định sẽ dốc sức hoàn thành. Tướng quân xinh đẹp cắn răng nói, nghe bảo là anh rất có tiền, vậy giao hết vàng bạc châu báu ra đây. Ngô Bình gật đầu, được. Mấy năm nay lượng châu báu mà cậu cất chứa rất nhiều, vừa vung tay lên là đã có một đống vàng, đồ cổ, ngọc thạch xuất hiện trước mặt nữ tướng quân, thành cả ngọn núi nhỏ. Nữ tướng quân ngơ ngác, cô ta nhìn núi vàng bạc châu báu mà không nói ra được chữ nào. Ngô Bình cười hỏi, tướng quân còn yêu cầu gì không? Tướng quân xinh đẹp vung tay nói với cấp dưới, lùi ra ngoài phạm vi 10 dặm. Vâng, mọi người nghe lệnh lui ra sau. Hiện trường chỉ còn lại Ngô Bình và nữ tướng quân kia, cô ta nhìn Ngô Bình rồi thở dài, không phải anh nên. Tức giận, sau đó nên đánh tôi một trận sao? Ngô Bình thản nhiên đáp, tại sao tôi phải đánh một người sắp chết? Cô gái cúi đầu, Bình thản đáp, hóa ra anh cũng nhìn ra tôi sắp chết. Vẻ mặt Ngô Bình trở nên nghiêm túc, muốn gì cứ nói thẳng, mục đích khiến cô làm vậy là gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái cười khổ, quả nhiên không thể gạt được anh. Tôi là Triệu Vân Cơ, con gái út của Tống Đế. Tôi bị bệnh nan y, sống không quá 3 tháng. Chẳng lâu trước đây, tôi gặp một cao nhân chỉ điểm, nên muốn tới gặp anh một lần. Nhưng anh vẫn luôn không có ở nhà, tôi hết cách mới ra kế sách này để dẫn dụ anh quay về. Ngô Bình hỏi, vì sao nước Tống lại muốn đánh Đại Hạ? Triệu Vân Cơ đáp, là ý của những người phía trên, phụ hoàng của tôi chỉ nghe lệnh làm việc. Thật ra ông ấy cũng không muốn khai chiến. Ngô Bình, mục tiêu của nước Tống là gì, để diệt Đại Hạ à? Triệu Vân Cơ, sau lưng Đại Hạ cũng có thế lực mạnh mẽ nên mục đích của chúng tôi là xâm chiếm lãnh thổ phía nam của Đại Hạ. Kinh tế phía nam thịnh vượng nhất, nếu mất đi phía nam, Đại Hạ cũng không chống đỡ nổi. Cô cảm thấy các người sẽ thành công sao? Triệu Vân Cơ gật đầu, đương nhiên, bên trên yêu cầu nước tôi làm vì thì chứng tỏ họ đã đấu rồi. Hơn nữa Đại Hạ còn là bên bị thua. Ngô Bình nhíu mày, nói vậy là Đại Hạ đã không còn cơ hội lấy lại lãnh thổ. Triệu Vân Cơ, trừ phi bên trên chiếm được ưu thế lần nữa. Ngô Bình không mấy quan tâm những việc này, ai là hoàng đế cũng không phải do Hạ Hoàng và Tống Đế quyết định, càng không thể do cậu chọn. Ai đã chỉ điểm cho cô, Ngô Bình hỏi. Một người tên Thạch Lan, chúng ta trở thành bạn, mấy hôm trước cô ấy nói tôi có thể tìm anh giúp đỡ. Nghe nói người do Thạch Lan giới thiệu, Ngô Bình cũng thả lỏng, gật đầu, bạn của Thạch Lan cũng là bạn của tôi, hiện tại cô ấy sao rồi? Triệu Vân Cơ, chị Lan nói còn vài việc cần giải quyết, một thời gian nữa mới tìm anh. Ngô Bình gật đầu, công chúa Vân Cơ, mời vào nhà ngồi. Mời Triệu Vân Cơ vào trong phòng khách, Ngô Bình bảo Tiểu Tuấn đi chơi rồi nói, Thạch Lan bảo cô tới tìm tôi, cô tìm đúng người rồi đó. Triệu Vân Cơ mừng rỡ, anh có thể cứu tôi. Ngô Bình gật đầu, cậu quan sát Triệu Vân Cơ, phát hiện trong người cô ta có một loại sức mạnh kỳ lạ, sức. Mạnh này đang trong tình trạng ngủ say nhưng khi nó thức tỉnh rồi, máu huyết toàn thân Triệu Vân Cơ sẽ bị nó cắn nuốt hết, cô ta sẽ chết. Cô đừng cử động, nói xong cậu giơ tay đặt lên đỉnh đầu Triệu Vân Cơ, lúc này, bí anh thứ nhất từ đỉnh đầu Triệu Vân Cơ chui vào trong thần hồn. Trong thần hồn của Triệu Vân Cơ có một đốm sáng màu đen, đốm sáng này có vô số xúc tua nhỏ xung quanh,
không ngừng cử động. Hiện tại bí anh của Ngô Bình tới gần đốm sáng, miệng hút nhẹ, đốm sáng đã chui vào trong bụng bí anh. Đối với bí anh, thứ này là đổ bổ. Cơ thể Triệu Vân Cơ run lên, cảm giác toàn thân thoải mái, cô ta giật mình nhìn Ngô Bình, tôi cảm thấy thứ kia không còn nữa. Ngô Bình cười nói, công chúa đã không sao rồi, trở về nghỉ ngơi vài hôm là có thể khôi phục lại bình thường. Triệu Vân Cơ đứng lên, khom lưng với Ngô Bình, cảm tạ ơn cứu mạng của anh. Vân Cơ không biết lấy gì báo đáp, mong anh nhận lấy thứ này. Cô ta lấy ra một cái hộp nhỏ được khắc hoa văn tỉnh xảo, sau khi mở ra, bên trong là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, dài cỡ chiếc đũa, rộng nửa chỉ, bề mặt khắc. 9 con rồng vàng. Thấy nó, Ngô Bình cảm nhận được một hơi thở đáng sợ ẩn bên trong, cậu biết thanh kiếm này bất phàm liền hỏi, bảo kiếm này bất phàm, công chúa thật sự tặng nó cho tôi à? Triệu Vân Cơ nghiêm mặt nói, đây là do một cựu thần dâng tặng ông tổ của tôi, sau này lại lọt vào tay phụ hoàng, bị tôi thấy nên cầm lấy chơi đùa. Ngô Bình nhìn kiếm, kiếm này quý giá, tôi không thể lấy không của cô. Cậu nghĩ ngợi rồi lấy ra một viên đan thiên kiêu đưa cho Triệu Vân Cơ, công chúa, ăn viên thuốc này vào, thiên phú của cô sẽ tăng lên rất nhiều, dễ dàng đạt đến cảnh giới thần thông như trở bàn tay. Triệu Vân Cơ mừng rỡ, thật sao? Cảm ơn anh. Cô ta vui mừng nhận đan dược, không chút do dự mà nuốt vào bụng. Đan dược hóa thành một dòng nước ấm rót vào trong cơ thể, sau đó vài luồng sức mạnh bắt đầu thay đổi thể chất của Triệu Vân Cơ. Ngô Bình bảo Phương Lập đứng theo dõi quan tâm một chút rồi gọi hỏi thăm tình hình Hàn Băng Nghiên ở thần kinh. Cậu vốn cho rằng đại hạ rơi vào hỗn loạn rồi, nào. Ngờ hỏi ra mới biết mọi người hoàn toàn không biết, chuyện phía Nam bị vứt bỏ còn không hề được báo đài đưa tin. Hoàng đế đại hạ còn hạ chỉ các nơi tiếp tục tuyển tú, trong 3 tháng phải tuyển ra một đám cung nữ mới, đương nhiên trong đám cung nữ này có các phi tần tương lai. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, mấy hôm trước y mị có tới tìm anh nhưng anh không ở, em cũng không liên lạc được cho anh. Ngô Bình, ừ, anh biết rồi. Nói chuyện với Hàn Băng Nghiên một hồi, cậu lại liên lạc với y mị. Điện thoại kết nối, y mị lên tiếng, dạo gần đây anh đi đâu mà không thể nào liên lạc được vậy. Ngô Bình, tới vạn kiếm tiên giới. Y mị cười, chúc mừng, chắc anh có thu hoạch không tệ nhỉ. Ngô Bình, cũng được, lấy được vương tỏa kiếm đạo. Mị, lợi hại, tìm anh có việc gì, cậu hỏi thẳng. À, Lâm Tôn đã có hành động, em phát hiện dạo này hắn đang nịnh bợ một cô gái. Ngô Bình nghe thế thì thấy kỳ quái, Lâm Tôn là đệ tử nòng cốt của Thiên Trần, người như thế sao lại nịnh bợ một cô gái. Cho dù là con gái theo đuổi hắn. Hắn còn chẳng thèm liếc một cái nữa. Nên em mới thấy kỳ quái, hơn nữa cô gái kia cũng không xinh đẹp, trông khá bình thường, mà cô gái kia còn bị tàn tật nữa. Ngô Bình chợt có hứng thú, a, còn có chuyện này à? Y Mi, tuy em còn không rõ nguyên nhân nhưng Lâm Tôn là loại không có lợi thì không dậy sớm. Hắn làm thế nhất định là có mục đích không thể cho ai biết. Ngô Bình nghĩ rồi nói, ngày mai anh sẽ quay lại trường, đi xem cô gái kia thử. Cô ta tên gì? Diệp Nhu Tâm, là một cô gái đi ra từ miền núi, bố mẹ đều không còn, được nuôi lớn bởi bà nội bị mù. Cô ta có thể thi đậu Đại học Thần Kinh, đúng là không dễ dàng. Ngô Bình, được, ngày mai rồi nói tiếp. Một lát sau Ngô Bình đi gặp Triệu Vân Cơ, lúc này cô A đã tắm rửa thay quần áo, mặc chiếc váy dài của Hàn Băng Nghiên. Ban đầu, khi đã uống viên thuốc, cơ thể ra rất nhiều tạp chất bẩn. Trên người bốc mùi, chỉ có thể thay đồ. Khi chào tạm biệt Ngô Bình, Triệu Vân Cơ khom lưng cúi đầu rất sâu, ơn nghĩa của anh, không biết nói thế nào để cảm tạ. Sau này nếu có gì cần tới Vân Cơ, xin hãy tự nhiên đừng khách sáo. Ngô Bình cười nói, công chúa không cần khách sáo. Cậu ngừng một lát mới nói, nước Tống tiến vào. Giang Nam làm chết không ít dân thường, công chúa có thể lệnh cho quân lính đừng quá hung hăng, ức hiếp dân chúng được không? Triệu Vân Cơ nghiêm mặt, thật ra tôi đã ra lệnh từ lâu, bằng không Giang Nam không chỉ chết bấy nhiêu. Hôm nay, tôi đã ra lệnh giết hơn 1000 binh lính trái lệnh rồi. Ngô Bình gật đầu, vậy tôi xin thay dân chúng Giang Nam cảm ơn công chúa. Triệu Vân Cơ, tỉnh Giang Nam vốn là lãnh thổ cũ của nước Tống, phụ hoàng tôi cũng không muốn hủy. Hoại Giang Nam, chỉ là Giang Nam bị đại hạ thống trị mấy trăm năm, người dân không quá thân thiện với nước. Tống. Đặc biệt là nhân sĩ võ lâm, người tu hành. Họ mang lại uy hiếp lớn đối với lính nước Tống, chỉ khi bất đắc dĩ, chúng tôi mới bắt giết thôi.
Ngô Bình im lặng một lát, vừa rồi công chúa đã nói nếu có việc cứ nói, tôi đây xin nhờ công chúa một việc. Triệu Vân Cơ vui mừng, mời anh nói. Ngô Bình, tôi hy vọng quân Tống rút khỏi Giang Nam. Trên mặt của Triệu Vân Cơ lộ ra vẻ khó xử, công tử, chuyện lớn như thế, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Ngô Bình nhàn nhạt nói, ông ta không đồn, vì không đủ lợi ích. Bây giờ cô lập tức nói lại với chỉ cần ông ta chịu rời khỏi tỉnh Giang Nam thì nước Tống có thể được sự ủng hộ của vương tộc. Triệu Vân Cơ ngẩn ra, vương tộc. Ngô Bình nhàn nhạt nói, không sai, tôi chính là vị vương tộc kia. Triệu Vân Cơ hít sâu một hơi, hỏi, anh có thể nói rõ được không? Ngô Bình, tôi là người sở hữu vương tọa kiếm đạo, là người được chọn của tiên giới vạn kiếm. Tống đế không phải người bình thường, ông ta sẽ biết những lời này đại diện cho chuyện gì. Triệu Vân Cơ gật đầu thật mạnh, được, tôi sẽ thông chi cho phụ hoàng. Cô ta đi đến một bên, bấm một dãy số gồm 12 số. Sau khi điện thoại được nối máy, trong đó truyền ra giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Tuy Triệu Vân Cơ được Tống đế cưng chiều, nhưng ở trước chuyện đại sự, cô ta cũng không dám tự mình làm chỉ. Vì thế từ đầu đến cuối cô ta đều lặp lại những lời mà Ngô Bình đã nói một lần. Tống đế nghe xong, rất lâu cũng không nói gì. Sau đó ước chừng đã qua hơn một phút, Tống đế nói, con để cậu Ngô nghe máy đi. Triệu Vân Cơ đưa thoại cho Ngô Bình, trong điện thoại, Tống đế nói, tôi cũng đã nhận được tin, tiên giới vạn kiếm có một vị kỳ tài, đạt được đệ nhất kiếm bảng, đoạt được vương tọa kiếm tọa, trở thành tinh anh kiếm đường. Không nghĩ đến, vị kỳ tài kia thế mà lại xuất thân từ thế tục. Ngô Bình, Tống Đế, thân phận của tôi có tư cách để nói điều kiện với ông không? Đương nhiên là cớ, Tống Đế nói, đừng nói là muốn một cái tỉnh Giang Nam, cho dù có là nửa nước Tống, cũng có thể thương lượng được. Thương lượng là thương lượng, Ngô Bình biết rõ mình cần phải lấy lợi thế ra, cậu nói, Tống Đế có điều kiện gì, có thể nói ra tôi nghe xem. Tống Đế tên Triệu Huyền Long, ông ta nói, điều kiện rất đơn giản. Quân Tống có thể rời khỏi Giang Nam. Nhưng Giang Nam cũng không thể lại thuộc về Đại Hạ. Sau này, cậu Ngô chính là Giang Nam vương của Đại Tống, cậu nghĩ thế nào? Ngô Bình khẽ nhíu mày, điều kiện này của Triệu Huyền Long vô cùng cao minh. Nếu cậu trở thành Giang Nam vương nước Tống, vậy tất nhiên sẽ bị bá tánh và triều đình Đại Hạ sẽ coi là phản tặc. Kể từ đó, sau này cậu sẽ không có khả năng lại đứng cùng một chiến tuyến với Đại Hạ. Cậu im lặng một lát, nói có thể đổi điều kiện khác. Tống đế nói, cậu Ngô, tỉnh Giang Nam không thể một ngày không có chủ, cậu không làm Giang Nam vương thì Giang Nam sẽ lập tức trở nên loạn lạc. Ngô Bình, tôi có thể làm Giang Nam vương, nhưng chức vương này không liên quan đến Đại Tống hay Đại Hạ. Tống đế cười nói, như thế cũng không phải không thể, nhưng tôi có thêm một điều kiện. Ngô Bình hỏi, điều kiện gì? Ngô Bình, thỉnh cậu Ngô cưới con gái Vân Cơ của tôi. Công tử là vương tộc. Sau này cháu ngoại của tôi cũng là vương tộc. Ngô Bình liếc nhìn Triệu Vân Cơ một cái, loại chuyện này, còn phải cần công chúa Vân Cơ đồng ý mới được. Chỉ cần công tử bằng lòng thì tất nhiên Vân Cơ cũng sẽ đồng ý. Con bé là một cô gái thông minh, hơn nữa công tử ưu tú như thế, con bé lại có lý do gì mà cự tuyệt đâu chứ. Thật không dám giấu giếm, vốn dĩ lúc trước ta đã tính toán gả Vân Cơ cho con của một võ tướng. Thế nhưng hình như Vân Cơ cũng không thích con của võ tướng kia. Ngô Bình nghĩ đến địa vị bất phàm của Triệu Vân Cơ, lập tức đáp ứng, nếu như công chúa đã đồng ý, tôi có thể đáp ứng điều kiện của Tống Đế. Tống Đế cười ha ha, cậu Ngô, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi nhé. Trong vòng 3 ngày, quân Tống rời khỏi tỉnh Giang Nam. Trong thời gian đó, cậu Ngô hãy chuẩn bị thật tốt. Nói xong, Tống Đế lại nói vài câu với Triệu Vân Cơ. Tức khắc hai tai của Triệu Vân Cơ đỏ bừng, thỉnh thoảng nhìn trộm Ngô Bình. Cha con hai người trò chuyện với nhau ước chừng nửa giờ mới kết thúc, Triệu Vân Cơ tiến lên hành lễ, công tử, phụ hoàng lệnh cho tôi trở về, Vân Cơ sẽ không quấy rầy anh nữa. Nhìn Triệu Vân Cơ rời đi như bỏ trốn, Ngô Bình khẽ lắc đầu. Tự hỏi một lát, Ngô Bình biết rõ chuyện này cần một vị cao nhân tinh thông chính sự để thỉnh giáo, mà cậu thì lại rốt đặc cán mai với chuyện cai trị này. Vì thế, cậu đã đến tìm Lý Thần Cương, lão Lý, hiện tại tôi cần vài người có khả năng trị thế, ông có thể giúp tôi chọn ra vài người trong muôn nghìn chúng sinh không? Lý Thần Cương cười nói, chuyện này dễ thôi, công tử đợi tôi một lát. Nói xong, ông ta nhắm mắt lại. Sau đó, trên bầu trời tỉnh Giang Nam,
xuất hiện một đôi mắt xám nhạt màu. Đôi mắt này chỉ tồn tại trong vài giây rồi biến mất. Ngay sau đó, Lý Thần Cương lập tức cho Ngô Bình ba địa chỉ, nói, ba người này, có một người có khả năng cai trị đại quốc, hai người có khả năng quản lý tiểu quốc, ba người đều là đại thần trị thế. Ngô Bình có được địa chỉ thì lập tức đi tìm. Tỉnh Giang Nam, huyện An Hòa, bên trong một trường trung học bình thường. Dương Ngọc Thanh 30 tuổi, vốn là ban chủ nhiệm của một lớp của trường trung học cơ sở trọng điểm trong huyện, lúc này đang ở trong văn phòng để nói chuyện với một người có thành tích trung bình. Dương Ngọc Thanh là người ăn nói lưu loát, lời nói như châu ngọc, giọng điệu ôn hòa lại không mất đi tính nghiêm túc, cho nên đám học sinh vừa kính vừa sợ anh A, mà lớp chọn dưới tay anh ta đều có mười mấy người thi đậu vào các trường danh tiếng mỗi năm. Dương Ngọc Thanh được cả trường coi là bảo bối, tiền lương cũng rất cao. Dương Ngọc Thanh tuy chỉ có 30 tuổi, nhưng tóc đã trắng bệch, trên mặt có nét tang thương. Có rất ít người biết, năm đó anh ta được gọi là thần đồng, là người điểm cao nhất toàn tỉnh, nhập học Đại học Thần Kinh. Nhưng khi đó, khi còn trẻ vì hăng máu mà đắc tội đến con cháu quyền quý, kết quả bị trường học xóa tên vĩnh viễn, còn bị giam nửa năm. Sau khi ra ngoài, anh ta mất đi tất cả vinh quang đã sở hữu, tên con cháu quyền quý cũng phá hỏng mọi con đường thăng tiến của anh ta. Không thể làm quan, không thể mở công ty, thậm chí còn không thể làm việc. Cho đến 3 năm trước đây, anh ta mới dùng thân phận của em họ đến trường này dạy học. Anh ta vô cùng cẩn thận, đa số thời gian đi làm đều mang khẩu trang, bởi vì nguyên nhân này, mà tai của anh ta thậm chí bị thít chặt đến chảy máu, thường xuyên bị nhiễm trùng chảy máu. Sau khi để học sinh rời đi, Dương Ngọc Thanh ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Anh ta đã uổng phí hoài bão, học thức của mình suốt bao nhiêu năm, chỉ có thể sống sót trong thế giới bằng cách giả danh người khác, ẩn thân bên trong một trường trung học. Dáng người anh ta rất cao, vẻ ngoài cũng rất anh tuấn, khi còn trẻ nhất định chính là một người cực kỳ đẹp trai. Bỗng nhiên, có người đến gõ cửa. Trong văn phòng chỉ có một mình anh ta, vào đi. Có một người đẩy cửa đi đến, người đến thân hình cao lớn, trên mặt mỉm cười, toàn thân có một loại khí chất độc đáo. Dương Ngọc Thanh lập tức nói, cậu tìm ai? Người đến đóng cửa lại, cậu cười nói, tôi là Ngô Bình, đến tìm thầy Dương. Tim của Dương Ngọc Thanh nảy thịch một tiếng, chẳng lẽ thân phận bại lộ? Thế nhưng, trên mặt anh ta không có biến hóa gì, nói cậu đến tìm tôi có việc à? Ngô Bình kéo ghế dựa đến, ngồi ở phía đối diện, cười nói, nước Tống đã đồng ý sẽ lui binh. Tiếp theo, tôi sẽ cai trị toàn bộ tỉnh Giang Nam. Chỉ là, tôi không có kinh nghiệm quản lý, nên cần có một người giúp đỡ tôi. Dương Ngọc Thanh sợ đến ngây người, cai trị toàn bộ Giang Nam. Anh ta cẩn thận đánh giá Ngô Bình vài lần, hỏi cuộc thì cậu là ai? Ngô Bình, Giang Nam vương tương lai. Dương Ngọc Thanh không phải là nhân vật bình thường, trong đầu anh ta lóe lên vô số ý tưởng nên mở miệng hỏi, không phải tỉnh Giang Nam vốn thuộc về Đại Hạ hay sao? Ngô Bình lắc đầu, Giang Nam không thuộc về Đại Hạ, cũng không thuộc về nước Tống. Thế nhưng, sau này Giang Nam sẽ làm trạm trung chuyển giữa nước. Tống và Đại Hạ, cho dù là vật tư hay là nhân viên thì giữa hai nước đều sẽ lưu thông qua tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, bá tánh Giang Nam Nam cũng có thể ra vào Đại Hạ và nước Tống tùy ý. Dương Ngọc Thanh nghe những lời này thì thấy như đang nghe chuyện cổ tích, anh ta khó mà tin được, nhưng anh ta vẫn nói, tôi chỉ là một giáo viên, chỉ sợ không thể giúp được gì. Ngô Bình nhìn thẳng anh ta, nói, đôi mắt của anh không lừa người được, anh không phải là người tình nguyện trở thành người bình thường. Với trí tuệ và tài học của anh, hoàn toàn có khả năng cai trị tốt tỉnh Giang Nam. Dương Ngọc Thanh sẽ không vì mấy câu nói mà tin tưởng Ngô Bình, anh ta nhàn nhạt nói, tôi chỉ là một người bình thường, đừng đánh giá cao tôi. Không tin sao? Ngô Bình duỗi một lóng tay, hình ảnh cậu và Tống Đế nói chuyện với nhau xuất hiện trực tiếp trong đầu Dương Ngọc Thanh. Đã biết tiền căn hậu quả, Dương Ngọc Thanh vô cùng giật mình, anh ta nói như thế, thân phận của cậu khiến nước Tống không thể không nhượng bộ. Ngô Bình, có thể nói là như thế. Tôi làm như vậy không phải là vì muốn làm Giang Nam Vương, chỉ là tôi không hy vọng bá tánh Giang Nam vì hai nước Tống hạ giao chiến mà chịu thương tổn. Dương Ngọc Thanh hít sâu một hơi, nói tiểu nhân nguyện ý toàn lực ứng phó, hiệp trợ vương của tôi. Ngô Bình nói, như vậy nhìn vào cục diện trước mắt, thầy Dương có ý tưởng gì? Dương Ngọc Thanh tự hỏi một lát, nói chuyện này đầu tiên phải được Đại Hạ tán thành. Trong thời gian ngắn Đại Hạ không thể thu phục Giang Nam,
nếu vương của tôi có thể để Giang Nam thoát khỏi nước Tống thì đại hạ nhất định sẽ thấy vui mừng. Bởi thế, vương có thể đến đại hạ trước, yêu cầu đại hạ phối hợp toàn lực, sách phong ngài là Giang Nam vương trước. Ngô Bình chớp chớp mắt, làm như thế, Tống đế sẽ đáp ứng sao? Dương Ngọc Thanh nói, Giang Nam vương là do hoàng đế đại hạ sách phong, không phải là vương của tôi muốn, Tống đế cho dù có bất mãn cũng sẽ không làm ra chuyện xấu gì. Dẫu sao, sách phong một vương, cũng chỉ cần một lời của hoàng đế đại hạ. Ngô Bình gật gật đầu, tiếp tục hỏi, quân Tống rút lui trong 3 ngày, mà tỉnh Giang Nam lớn như vậy, làm sao tôi có thể cai trị được? Dương Ngọc Thanh, tất cả đều phải lấy ổn định làm mục tiêu, vương có thể thông qua con đường vốn có mà hạ lệnh, giữ lại các tổ chức đã có sẵn. Những chuyện còn lại cứ giao cho tiểu nhân sẽ từng bước. Tinh giản hoàn thiện, dùng những thứ phù hợp cho tương lai của tỉnh Giang Nam. Ngô Bình rất hài lòng, nói còn 2 người nữa, bọn họ đều là người tài có khả năng trị quốc, anh đi bái phỏng bọn họ, làm phụ tá đắc lực của anh. Dương Ngọc Thanh gật đầu, được. Sau đó, anh ta đưa ra nghi ngờ của chính mình, vương sao có thể tìm được tiểu nhân. Tiểu nhân ẩn ở nơi này, người biết rất ít, chỉ có người thân của tôi mới biết. Ngô Bình cười nói, đây chính là khả năng của tiên gia, sau này anh sẽ biết. Dương Ngọc Thanh không chuẩn bị gì, lập tức rời đi cùng Ngô Bình, đi đến tỉnh phủ cơ quan nhà nước ban đầu. Bây giờ, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, biến thành một ngục giam, người trong cơ quan nhà nước đều dựa theo chức vụ mà bị nhốt bên trong. Bọn họ đã không ăn không uống gì hơn 1 ngày, có một số người sắp không kiên trì được. Thế nhưng, lúc này, quân Tống dần dần rút khỏi, tại đã không ai quản lý. Thế nhưng người bên trong không biết tình huống như thế nào, một đám người đều rũ đầu, trong lòng tuyệt vọng. Bọn họ đều từng là người cao cao tại thượng, nhưng khi quân địch đến, bọn họ lập tức biến thành tù nhân. Cũng trong lúc đó, Ngô Bình thông qua Đông Vương, có được cách liên lạc với Thái Hậu. 2 người trước đây từng có qua lại, Thái Hậu gặp mặt Ngô Bình ở Ngọc Khôn Cung. Vừa thấy Ngô Bình đến, vị Thái Hậu đương triều này thế mà lại đứng dậy đón chào, nói chúc mừng cậu Ngô đã trở thành đệ nhất kiếm bảng. Ngô Bình, Thái Hậu quá khen, tôi đến đây là muốn thương lượng một chuyện. Thái Hậu, công tử mời nói. Lấy thân phận, địa vị hiện tại của Ngô Bình, thật ra bà ta còn không bằng được công tử Hoàng Triều, bởi thế trong lời nói có không ít khách khí. Ngô Bình, quân Tống dẹp xong tỉnh Giang Nam, đại hạ không làm gì cả. Tôi không đành lòng nhìn thấy cảnh sinh linh, cho nên tôi đi gặp Tống Đế. Ánh mắt của Thái Hậu chợt lóe, với thân phận và lực ảnh hưởng của công tử, Tống Đế cũng sẽ cho vài phần thể diện. Ngô Bình, thể diện tuy rằng là cho, nhưng Tống Đế cũng đưa ra yêu cầu, đại hạ không được có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Giang Nam. Thái Hậu, cho nên, mục đích công tử đến đây là gì? Ngô Bình, theo ý của tôi, so với việc tỉnh Giang Nam bị nước Tống thâu tóm, tăng trưởng thực lực của ông ta. Còn không bằng để tỉnh Giang Nam trở thành một quốc gia trung gian không thuộc về thế lực nào. Thái Hậu trầm ngâm một lát, nói công tử cần đại hạ làm gì? Ngô Bình, cho Giang Nam tất cả mọi quyền lợi, các tổ chức hợp pháp, đơn vị ban bố pháp lệnh, nhậm mệnh tôi là Giang Nam Vương, tất cả nhân viên từ đây về sau chỉ tuân theo mệnh của tôi. Thái Hậu, việc này đơn giản thôi. Ngoài ra, Giang Nam sau này là nước trung tâm giao lưu, trung tâm lưu chuyển hành khách, của Tống Hạ. Bá tánh Giang Nam có thể tùy ý xuất nhập đại hạ, được hưởng hết thảy quyền lợi của công dân. Thái Hậu cười nói, điều kiện này có chút vượt quá giới hạn. Giang Nam nếu không thuộc về đại hạ thì không nên được hưởng quyền lợi của công dân đại hạ. Ngô Bình, đương nhiên tôi cũng sẽ cho Thái Hậu một số lợi ích. Như là, Thái Hậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngô Bình, tuy Thái Hậu xuất thân hoàng tộc, nhưng có một số đồ vật, chắc gì Thái Hậu đã có được. Ví dụ như, Thái Hậu nhìn cậu, giống như đan bát môn kim thủy cực phẩm, Ngô Bình nói, lập tức lấy ra một viên đan bát môn kim thủy. Nhìn đến viên đan này, thần sắc của Thái Hậu hơi dao động, nói cậu Ngô, đây là đan bát môn kim thủy cực phẩm. Ngô Bình, không sai, loại đan dược có tác dụng thần kỳ, đan dược này có tiền cũng không mơ tưởng được. Bởi vì trong thiên hạ, chỉ có tôi có thể luyện chế ra loại đan dược này. Thái Hậu hít sâu một hơi, sảng khoái nói, nếu công tử chịu nhượng lại đan này, tôi có thể đáp ứng được tất cả điều kiện. Ngô Bình, sau này, mỗi năm đại hạ có thể mua đan bát môn kim thủy, giá cả tính theo giá thị trường. Thái Hậu gật đầu, thành giao.
hai bên đạt được thành ước định, Ngô Bình cáo từ. Không lâu sau đó, cậu xuất hiện ở Đại học Thần Kinh. Y Mị đã đến, hai người chạm mặt dưới gốc cổ thụ, hai người ngồi ở gốc cây dưới vườn trường. Diệp Nhu Tâm đang ở nơi nào, Ngô Bình hỏi. Lúc này mới vừa tan học, cô ấy hẳn đang đi dạo. Quanh đây, mỗi lần tan học, cô ấy đều sẽ tản bộ 8 phút, một giây đồng hồ cũng sẽ không hơn, một giây đồng hồ cũng không thiếu. Trên một con đường rợp bóng cây, một cô gái mặc váy trơn đang bước đi không nhanh không chậm, chân trái hơi có vấn đề, mỗi lần bước một bước, bả vai lại nhích lên bên trái, nhìn rất quái dị. Nữ sinh cao 1m65, làn da ám vàng, trên mặt có rất nhiều tàn nhang, tóc khô vàng, trên mặt trái có một cái bướu đỏ to bằng quả óc chó. Trừ cái này ra, ngũ quan của cô đoan chính, nếu không có cái bướu kia, dung mạo hẳn là có thể ghi được 7 điểm. Tuy trên cơ thể nữ sinh này có chút vấn đề, nhưng trên mặt cô ấy không có chút tự ti nào, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc dao động. Ngô Bình đi nhanh vài bước, sóng vai với nữ sinh, cậu cười hỏi, bạn học, tản bộ hả? Nữ sinh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ừ em. Ngô Bình nói, bạn ơi, tôi có chút chuyện gấp, tôi bị rớt điện thoại, có thể cho tôi mượn chút tiền không? Nữ sinh do dự một chút, hỏi, anh cần bao nhiêu? Cô ấy do dự là bởi vì bản thân không mang nhiều tiền, số tiền có thể cho mượn cũng không có bao nhiêu. Ngô Bình, bạn có thể cho tôi mượn bao nhiêu? Nữ sinh lấy ra một tờ tiền trị giá 50, nói, tôi có 70, nhiều nhất chỉ có thể cho mượn 50. Còn 20 còn lại, tôi để dành ăn tối, mua thêm ít đồ. Trong lòng Ngô Bình nhủ thầm, đúng là một cô gái lương thiện, đối với người xưa nay chưa từng quen biết thế mà vẫn cho mượn tiền. Cậu cười nói, cảm ơn, cho tôi số điện thoại đi, sau đó tôi nhất định sẽ trả lại bạn. Nữ sinh nói, tôi không có điện thoại. Ngô Bình giật mình, cô ấy không có điện thoại, bây giờ một chiếc smartphone cũng có mấy trăm mà thôi, chẳng lẽ cô ấy không mua được sao? Cô gái như đã nhìn thấu sự khó hiểu của cậu nên giải thích, tôi không có bạn, cũng không có người thân nên không cần điện thoại. Ngô Bình gật đầu, nhận lấy tiền, tay hai người vừa tiếp xúc là Ngô Bình đã cảm nhận được một sức mạnh huyền diệu lướt qua người, làm da đầu run lên. Nếu không phải bí anh mạnh mẽ, vừa rồi cơ thể cậu đã cứng đờ không thể động đậy rồi. Chuyện này là sao, cậu chấn động. Giọng mèo đen vang lên trong đầu, công tử, cô ta là đạo tử chuyển kiếp. Đạo tử, trong lòng Ngô Bình giật mình, đạo tử là con của đại đạo, sinh ra vì thời thế. Đạo tử thường sinh ra cùng với sứ mệnh của mình, nơi họ xuất hiện sẽ không chuyện lớn long trời lở đất xảy ra. Vậy là trong Đại học Thần Kinh sắp có chuyện. Mèo đen, đạo tử giáng lâm chứng tỏ thế giới này sắp xuất hiện vài thế lực làm ảnh hiện tới sự cân bằng của thế giới. Sứ mệnh của đạo tử là xóa bỏ những sức mạnh này. Ngô Bình hỏi, người cảm thấy ảnh hưởng lớn kia sẽ là gì? Mèo đen, tạm thời không đoán ra được, có lẽ là một người, cũng có thể là một sự kiện. Cảm ơn, Ngô Bình nói với cô gái, cô tên gì? Diệp Nhu Tâm, cô gái đáp. Ngô Bình chào cô gái rồi đi vì cậu biết đạo tử sẽ không có nhiều cảm xúc của con người. Diệp Nhu Tâm đi xa, một bóng người đi ra từ sau cái cây, là Lâm Tôn. Lâm Tôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Bình, xem ra anh cũng biết thân phận của cô ấy rồi, chuyện thế này thì rất khó xử lý. Ngô Bình nhìn đối phương, anh đang theo dõi cô ấy. Lâm Tôn, cô ấy là đạo tử, nơi có cô ấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, đối với tôi có lẽ đó là một tạo hóa to lớn. Cũng có thể là một kiếp nạn, tôi tới thử vận may thôi. Sau đó anh ta hỏi Ngô Bình, anh thì sao? Tò mò thôi, tôi muốn biết ở nơi như Đại học Thần Kinh sẽ xảy ra được chuyện lớn gì. Lâm Tôn thản nhiên nói, xin nhắc anh một câu, hiện tại Đại học Thần Kinh đều là ngọa hổ tàng long, nhiều nhân vật lớn bối cảnh thâm sâu, anh Ngô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không cần anh quan tâm, vẫn nên tự lo cho mình đi, Ngô Bình không muốn để ý Lâm Tôn. Xoay người đi, cậu muốn gặp Hàn Băng Nghiên. Buổi chiều, anh và Hàn Băng Nghiên ăn cơm đi dạo, sáng hôm sau mới về tỉnh Giang Nam. Lúc này, chỉ lệnh bên Đại Hạ đã có, quân Tống cũng đã rút lui, các cơ quan chính phủ bắt đầu hoạt động lại. Có điều họ đã không còn nghe lệnh Hoàng thất Đại Hạ mà là Giang Nam, Vương Ngô Bình. Dương Ngọc Thanh đã tìm được hai người khác, hai người này là Văn Uyên và Lạc Trọng Minh, đều là nhân tài chỉ thế. Sáng sớm, Ngô Bình và ba người Dương Ngọc Thanh xuất hiện ở phủ tỉnh,
mọi người vội đi ra đón, quỳ trên mặt đất. Ngô Bình bổ nhiệm Dương Ngọc Thanh là Tổng đốc Giang Nam, trợ giúp tỉnh trưởng ngày xưa quản lý. Còn về quân đội tỉnh, cậu định để Tân Cự Phong mới tới hôm qua chịu trách nhiệm. Hiện tại, quân Tống còn chưa hoàn toàn rút lui, những vị quan chức này còn không rõ hướng phát triển tương lai của tỉnh nên hoàn toàn chẳng có ý định tranh giành quyền lợi, mọi chuyện coi như phát triển thuận lợi. Tỉnh Giang Nam từng là trung tâm kinh tế của Đại Hạ, dân số hơn 100 triệu, muốn quản lý thì không dễ dàng. Dù Dương Ngọc Thanh có tài nhưng nhiều việc còn cần Ngô Bình giúp. Hôm nay Ngô Bình tìm Cổ Thanh Liên, gặp gia chủ nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ có sức ảnh hưởng lớn tại Giang Nam, cậu muốn nhà họ Cổ đứng ra để phối hợp với vài quyết sách của cậu. Em trai, nhà họ Cổ dù gì cũng chỉ là một gia tộc, muốn Giang Nam ổn định còn cần thăm vài thế gia khác. Ngô Bình rất đồng ý, vì vậy mấy ngày sau cậu liên tục tới thăm 12 thế lực. Những thế lực này đều ảnh hưởng lớn tới Giang Nam, ở trước mặt Ngô Bình hay quân Tống thì họ đều không là gì, họ chỉ mong ổn định, mong quân Tống rút nhanh nên đều đồng ý nghe lệnh. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, các công ty, hiệp hội kinh doanh, tổ chức tư nhân của Giang Nam đều cử đại biểu đứng ra tỏ vẻ bằng lòng ủng hộ và trung thành với Giang Nam Vương. 3 ngày ngắn ngủi, Giang Nam đã khôi phục bình thường, dân chúng đã bắt đầu đi lại trên đường. Các tổ chức truyền thông lớn cũng tranh nhau đưa tin, công bố thân phận của Ngô Bình. Vài ngày liên tiếp, Ngô Bình phát hiện bia công đức của mình không ngừng lập lòe, mỗi ngày đều có một lượng lớn công đức sinh ra. Đến ngày thứ 5, trên bia công đức, con số đã đạt tới 550.000 tỷ. Qua 5 ngày thích ứng, Dương Ngọc Thanh bắt đầu cải cách, những người không có thực lực, hay nịnh nọt thì bị sa thải, người có năng lực được phân công các chức vụ quan trọng. Đồng thời cũng mở cuộc thi công chức công khai để tuyển chọn thêm mấy chục nghìn công chức mới. Mấy chục nghìn người chúng tuyển tiến vào trong khoang trò chơi, tiến vào huyền thiên mộng cảnh. Trong mộng cảnh, có người trở thành kẻ tầm thường, người xuất sắc, từ đó lựa ra nhân tài. 3 ngày sau, Ngô Bình cũng không quan tâm nữa, cậu dành thời gian tu luyện. Thoáng chốc đã qua một tháng này Ngô Bình đã dung hợp bí thuật với sức mạnh cấm kỵ, sáng tạo ra vài cấm thuật. Uy lực mạnh hơn bí pháp rất nhiều. Cậu cũng luyện không ít đan dược, bí anh thứ nhất đã lớn, trở thành bí thần. Nhưng vì bí thần đã dung hợp cấm kỵ, nên được gọi là cấm thần. Cấm thần là cảnh giới cuối cùng trong 4 tầng của trúc cơ. Nhớ có cấm thần, Ngô Bình đã hoàn thành trúc cơ. Đương nhiên, hơn tháng nay, trừ tu luyện bí thần, cậu còn tìm hiểu vương tỏa kiếm đạo. Trước đây, cậu đã bỏ vương tỏa kiếm đạo vào trong thần cung thứ 3. Thần cung thứ 3 đã ngưng tụ chân phù thời gian, ngoài nó thì những chỗ còn lại đã bị vương tỏa chiếm lấy. Trong khoảng thời gian này, Ngô Bình cũng tìm hiểu được một vài sức mạnh của vương tỏa. Sức mạnh nó đã thẩm thấu vào trong huyết mạch cậu, trở thành một truyền thừa huyết mạch, sau này con cháu của cậu đều có huyết mạch vương tộc. Sau 1 tháng hồi phục, Giang Nam đã tiến vào quỹ đạo. Bình thường, Dương Ngọc Thanh lãnh đạo mọi người làm Giang Nam càng thêm phồn vinh. Cứ 3, 5 ngày là Dương Ngọc Thanh lại tới Sơn Trang để báo cáo. Hiện tại Sơn Trang đã được Liễu Kim Long tu sửa, nó đã trở thành vương phủ Giang Nam. Người tới tặng lễ suốt ngày, họ đều không thể gặp Ngô Bình, chỉ có thể để lễ lại. Ngô Bình thành Giang Nam Vương, người vui nhất là bố mẹ và cô của cậu, địa vị của họ cũng tăng lên. Hiện tại Ngô Đại Hưng cũng đi xã giao rất nhiều, mỗi ngày đều phải uống rượu. Nhà hàng của cô Ngô Bình cũng tăng cấp bậc, đổi tên là Giang Nam Lâu. Hiện người tới Giang Nam Lâu đã phải lấy số mới được. Bản thân Ngô Bình vẫn không có cảm giác gì, cậu vẫn mải mê tu luyện. Một ngày này, Thẩm Huyền Tông đột nhiên tới vương phủ, biết cậu đã thành vương, ông ta cười to, nhân gian đúng là phú quý, con phải hưởng thụ cho đã rồi sau đó tập trung tu hành. Ngô Bình, sư tôn, người tới đột nhiên như thế này, bên tiên giới vạn kiếm xảy ra chuyện ạ. Thẩm Huyền Tông xua tay, mọi chuyện đều tốt, ta tới là muốn con bế quan một khoảng thời gian, sau khi tới thần thông thì hãng xuất quan, khai tông lập phái với ta. Ngô Bình biết sau cảnh giới thần thông, hẳn sẽ dễ dàng lĩnh ngộ được áo nghĩa sâu xa của vương tỏa kiếm đạo, gật đầu con cũng đang định như vậy. Thẩm Huyền Tông, dù con là đệ tử tinh anh của Chí Tôn Kiếm Đường nhưng có 3 lão già chúng ta trông nom. Người muốn hại con quá nhiều, thủ đoạn lại khó mà đề phòng. Chúng ta đã tìm được một chỗ bí ẩn, con bế quan ở đó tuyệt đối an toàn. Ngô Bình nói, sư tôn, con đã có chỗ rồi, sau đó cậu nói về Thánh Cổ Đại Lục.
Thẩm Huyền Tông gật đầu, cũng được, thánh cổ đại lục có không ít đồ mà ở thế giới chúng ta không thể lấy. Con qua bên kia cũng có thể lấy thừa bù thiếu nhưng con không được ở quá lâu, lâu nhất là một năm thôi. Trong vòng một năm, con phải trở về, con là Giang Nam Vương, lại là đệ tử tinh anh, chuyện cần làm rất nhiều. Ngô Bình, đệ tử đã biết. Thẩm Huyền Tông rời đi trong ngày, Ngô Bình ở nhà 3 ngày, dặn dò tất cả rồi mới dặn Tiểu Tuấn canh nhà giúp mình. Học viện Hoàng gia, văn phòng phó viện trưởng. Mộng San nhìn Ngô Bình trước mặt, không kiềm được sự kích động, không ngờ cậu lại tới trúc cơ nhanh như vậy. Bây, giờ cậu là trúc cơ tầng 3. Dù sao thì thức tỉnh trúc cơ tầng 4 cũng quá khó, Mộng San không quá mong đợi. Ngô Bình, trúc cơ tầng 4 viên mãn. Lời này vừa được nói ra, Mộng San đã chấn động, thật sao? Ngô Bình gật đầu, tôi tới là để tiến vào thánh môn. Mộng San hít sâu một hơi, Ngô Bình, cậu đúng là xuất sắc. Ngô Bình, phó viện trưởng quá khen. Mộng San cúi đầu với bức tranh chữ trên bức tường, ông. Từ trong tranh bước ra một người đàn ông, vẻ ngoài nho nhã, người này mỉm cười, lão phu là Mộng Huyền Cơ, Mộng San là cháu gái tôi. Ngô Bình cũng bất ngờ, chắp tay hành lễ, ra mặt tiền bối. Mộng Huyền Cơ mỉm cười, cậu Ngô, nhà họ Mộng chúng. Tôi là chúa tể của thánh cổ đại lục, sau đó chúa tể ngã xuống, nhà họ Mộng bị đuổi giết. Để sống sót, chúng ta quyết định tìm một nơi an toàn, tôi và Mộng San đã mượn dùng thánh môn trốn đến đây. Ngô Bình, nói vậy thì người trong tộc các vị đều ở thánh cổ. Mộng San gật đầu, vậy nên tôi mới muốn trở về tìm họ, sau đó mượn dùng sức mạnh thánh môn để chuyển họ tới đây. Các vị đã đi bao lâu rồi? Hơn 1000 năm, Mộng Huyền Cơ cảm thán, cũng không biết họ còn sống hay không. Ngô Bình, các vị không có cách nào kích hoạt thánh môn sao? Mộng Huyền Cơ lắc đầu, chúng tôi đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên trước đây mới có thể dịch chuyển được 2 người tới tận nơi này. Nhưng người Mộng thị quá đông, muốn dùng cách nào thì không thể thành công. Ngô Bình để giúp các vị. Vậy nên các vị cần tôi luyện hóa thánh môn. Mộng Huyền Cơ, đúng, để báo đáp. Tôi băng lòng đưa một vài tài nguyên của tổ tiên cho cậu nhưng những tài nguyên kia đều được giấu ở thánh cổ đại lục. Ngô Bình vốn muốn tới thánh cổ, chuyện này cũng không có gì khó khăn với cậu nên gật đầu tôi có thể giúp đỡ. Mộng Huyền Cơ, mời cậu luyện hóa thánh môn. Mộng San giải thích, chỉ cần thể chất đạt yêu cầu thì có thể luyện hóa thánh môn. Sau khi thành công, cậu có thể dùng nó qua lại giữa thánh cổ và tiên giới. Ngô Bình gật đầu, cậu tiến về phía thánh môn. Theo lời hướng dẫn của Mộng San, hai tay vói vào trong, tức khắc 2 luồng sức mạnh truyền qua 2 tay cậu, làm cả cơ thể chấn động. Qua được khoảng 1 phút, một thông tin tiến vào ý thức của cậu, biến thành một chìa khóa này dùng để mở. Thánh môn, Ngô Bình tức khắc biết cách dùng, lòng vừa nghĩ, người đã biến mất. Vài giây sau, cậu lại xuất hiện ngay tại chỗ mà thánh môn đã biến mất tăm. Thực tế, thánh môn đã tồn tại trong ý. Thức của cậu, cậu ở đâu, nó ở đó. Thấy Ngô Bình thành công, Mộng San nói, làm phiền cậu đưa chúng tôi quay lại thánh cổ đại lục. Ngô Bình gật đầu nói, tôi muốn dẫn thêm 2 người bạn. Nói xong, Thanh Nghiêu và Phương Lập xuất hiện, Mộng San gật đầu, tất nhiên là được. Ngô Bình vỗ tay một cái, trong đầu hiện ra hình ảnh 3D của thánh cổ đại lục, bao la bát ngát. Cậu hỏi Mộng San, đi đến đâu? Mộng San nói, miền Tây của đại lục. Nơi đó có một lòng chảo, chúng tôi cần tới đó. Được. Vừa nói xong, một tầng ánh sáng tím bao bọc tất cả, giây sau thì toàn bộ đều biến mất. Mấy người Ngô Bình tiến vào một thời không kỳ lạ, vô số tia sáng lui dần về sau, ý thức họ trở nên mơ hồ. Không biết đã trải qua bao lâu, mọi người tới một vùng hoang dã, chung quanh đều là cỏ dại cao bằng người, khắp nơi toàn là mùi của dã thú. Thanh Nghiêu hít sâu một hơi, khá là thoải mái. Anh ta nói, rời nơi này lâu vậy, cuối cùng cũng đã trở lại cố hương. Phương Lập hưng phấn nói, cuối cùng cũng trở lại. Mộng Huyền Cơ cũng kích động, nơi này chính là thánh cổ đại lục. Ngô Bình cảm nhận một chút, linh khí nơi này còn nồng đậm hơn cấm địa thượng cổ nhiều. Cậu hỏi, người trong tộc các vị ở đâu? Mộng Huyền Cơ lấy ra một tiên phù màu tím, đây là thứ lúc trước tôi giữ lại, bây giờ về đây, tôi có thể dùng để liên lạc người trong tộc. Nói xong. Ông ta vội kích hoạt tiên phù, rất nhanh tiên phù đã truyền ra một âm thanh uy nghiêm, ngươi là người phương nào? Mộng Huyền Cơ kích động,
đã có người đáp lại chứng tỏ người trong tộc còn sống, ông ta vội nói, ta là Mộng Huyền Cơ, ngươi là ai? Đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt rồi cung kính nói, Thái Tổ, con là cháu trai đời thứ bảy của người. Thái Tổ, người có ổn không? Đang ở đâu thế? Mộng Huyền Cơ vô cùng cảm khái, ở ngoài hơn nghìn năm, giờ có cả cháu đời thứ bảy luôn rồi. Ông ta đáp, ta rất ổn, vừa mới trở về quê nhà, người trong tộc có khỏe không? Mọi người đang ở đâu? Đối phương vui mừng nói, tốt quá, cháu đi đón người ngay. Tiên phù có tác dụng định vị, Mộng Huyền Cơ không nói gì thêm mà cất nó đi. Ngô Bình cười nói, chúc mừng tiền bối, có vẻ gia tộc của ông sống rất tốt. Mộng Huyền Cơ cười nói, đúng vậy, mọi người còn sống. Chưa tới 15 phút, mặt đất bỗng chấn động, khoảng 1.000 con hổ khổng lồ màu đỏ gào thét chạy tới. Mấy người Ngô Bình vội bay lên, nhìn thấy đàn hổ, ai cũng ngẩn ra. Trên lưng chúng đều có người mặc quần áo đẹp đẽ đang ngồi. Thấy Mộng Huyền Cơ, một người đàn ông trung niên bay lên trời, rồi tạo thế quỳ lạy Mộng Huyền Cơ, Thái Tổ. Mộng Huyền Cơ thấy tình hình thì vẻ mặt khiếp sợ. Những con hổ khổng lồ này tên là xích hổ, đều là mãnh thú có thực lực mạnh mẽ. Năm đó, vị tổ tiên là chúa tể kia từng tạo một đội quân xích hổ có khoảng 90.000 con. Tuy trước mặt chỉ có 1.000 nhưng cũng đã là phi thường rồi. Tiểu bối, người tên là gì? Mộng Huyền Cơ hỏi. Người này cười, Thái Tổ, cháu tên Mộng Thiên Dã. Đàn xích hổ này là của nhà họ Mộng chúng ta à? Mộng Thiên Dã nói, Thái Tổ, là của nhà họ Mộng chúng ta. Chắt trai của người, cao tổ Mộng Phi Hùng tư chất phi phàm, trở thành nhân vương vào 500 năm trước. Nhân vương? Mộng Huyền Cơ mừng rỡ, hỏi, bây giờ nhân vương đang ở đâu? Mộng Thiên Dã cười nói, nhân vương đang dẫn binh đi tấn công man tộc. Được. Trong lòng Mộng Huyền Cơ đã được an ủi, không nghĩ đến, Mộng thị của ta còn có trung hưng. Nói như thế, những thế lực đuổi giết chúng ta, sẽ không dám dễ dàng ra tay. Nhìn thấy tình huống của nhà họ Mộng đã tốt hơn dự đoán, Ngô Bình lập tức không muốn quấy rầy người ta nữa, nói tiền bối, xem ra nhà họ Mộng đã không cần phải tiếp tục ra ngoài tị nạn, vãn bối còn có chuyện khác, nên cáo từ trước. Cho dù là Thanh Ngưu hay là Phương Lập, hai người đều có chuyện muốn xử lý, cậu lập tức nói lời từ biệt. Mộng Huyền Cơ vội vàng nói, cậu Ngô nếu đã tới, thì hãy ở trong tộc của tôi mấy ngày để gặp nhân vương tộc tôi một lần. Có thể thấy, trong lời nói của Mộng Huyền Cơ có chút kiêu ngạo. Vì thế Ngô Bình nhìn về phía Phương Lập và Thanh Ngưu. Thanh Ngưu nói, chúng ta trở lại Thánh Cổ Đại Lục, cũng không kém mấy ngày. Phương Lập cũng nói, tất cả đều nghe theo sắp xếp của chủ nhân. Ngô Bình gật gật đầu, vậy làm phiền các vị mấy ngày. Tuy vai vế của Mộng Huyền Cơ cao, thế nhưng người trong tộc cũng có không ít người có bối phận ngang ông ta. Nhà họ Mộng có được huyết mạch của chúa tể, có không ít chiến sĩ mạnh mẽ được ra đời trong tộc, thường thì bọn họ có thể sống được mấy ngàn năm. Đương nhiên, trên thực tế không có được nhiều người có thể sống lâu như thế, bọn họ sống được mấy trăm tuổi thì sẽ tử vong. Thế nhưng, mỗi ngày ở Thánh Cổ Đại Lục đều sẽ có xung đột, phải đánh giặc, ngay cả người trưởng thành có tu vi cao cũng khó mà sống thọ, chết tại nhà, đại đa số người trong tộc sẽ chết trên sa trường. Mấy người Ngô Bình được mời lên một con hổ, xích hổ đi nhanh như gió. Trong chốc lát sau, bọn họ đã đi vào một tòa thành lớn. Ở Thánh Cổ Đại Lục, chỉ nơi mà nhân vương cai trị mới có thể xuất hiện được thành thị lớn. Những thành thị này, sẽ trở thành trung tâm mậu dịch trong vòng mấy ngàn dặm quanh đó, kinh tế phồn vinh, nhân văn hội tụ. Những thành thị này, đều được đặt tên theo họ của nhân vương. Như tòa thành lớn ở trước mặt Ngô Bình đây, được gọi là Thành Mộng Hoa. Thành Mộng Hoa rộng 150 dặm. Từ Nam đến Bắc rộng 120 dặm, bên trong thành có mấy trăm vạn thị dân cư trú. Cùng với đó, có vô số thị trấn, bộ lạc nằm rải rác xung quanh thành Mộng Hoa. Đi vào thành Mộng Hoa, Ngô Bình có thể cảm nhận được sự phồn hoa ập vào trước mặt mình, cùng với người đi lại đông đúc trên đường. Đường phố vô cùng rộng, rộng đến mức mấy con xích hổ to có thể song song đi với nhau. Dọc theo đường đi, có rất nhiều tộc nhân của Mộng tộc ra chào đón, xích hổ đi rất chậm. Cứ đi như thế được nửa giờ, đến một con phố cũng không đi xong. Ngô Bình hơi mất kiên nhẫn, cậu muốn đi dạo một chút, lập tức nói với Mộng Huyền Cơ, tiền bối, chúng ta đi dạo xung quanh một lát, sau đó sẽ đi bái phỏng nhân vương. Mộng Huyền Cơ cũng phải đi gặp không ít người mới có thể hiểu được tình hình ở trong tộc, ông ta lập tức đưa khối tiên phù giao cho Ngô Bình,
nói cũng được. Cậu Ngô có chuyện gì thì hãy nhanh chóng liên lạc với tôi. Bắt lấy tiên phù, Ngô Bình lập tức nhảy xuống xích hổ, biến mất bên trong biển người. Người ở Thánh Cổ Đại Lục đều cao hơn người bình thường một cái đầu. Ở đây, người cao 1m9 là bình thường, người cao hơn 2m có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Đi trong biển người, Phương Lập cười nói, chủ nhân, Thánh Cổ Đại Lục có rất nhiều đồ vật ở tiên giới không cớ. Như là, Ngô Bình hỏi. Như bí tinh, Mộng Huyền Cơ nói, bí lực ở tiên giới tương đối loãng, khó có thể cảm ứng được. Nhưng nếu trực tiếp dùng bí tinh để tu luyện, vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giá bí tinh ở nơi này ra sao, cậu hỏi. Mộng Huyền Cơ cũng không cao lắm. Một khối bí tinh bình thường, giá khoảng mấy vạn linh thù. Linh thù là một trong số các loại tiền tệ của Thánh Cổ Đại Lục. 1.000 linh thù có thể đổi được một hoàng thù, 200 hoàng thù có thể đổi được một thánh thù. Cái giá mấy vạn linh thù kia, đúng thật là không cao lắm. Ngô Bình nhớ đến tờ nhện thiên nhận mà lúc trước mình có được, cậu nhớ Phương Lập đã từng nói thứ này vô cùng đáng giá, mà trên người của cậu hiện đang có một lượng lớn tờ nhện thiên nhận. Ngô Bình hỏi Phương Lập, tờ nhện thiên nhận có thể bán được ở đâu? Phương Lập, những loại kỳ chân thế này, đều thường được bán đấu giá, nếu bán như thế thì giá sẽ tương đối cao. Chủ nhân muốn bán một ít à? Ngô Bình, chúng ta mới đến đây, trên người không thể không có tiền. Ánh mắt của Phương Lập sáng lên, nói thuật luyện đan của chủ nhân nhất định có thể khiến cho Thánh Cổ Đại Lục khiếp sợ. Tờ nhện thiên nhận có thể bán cho chủ quán, chỉ là giá sẽ hơi thấp một chút. Bọn họ đi đến một đoạn đường, nhìn thấy một cửa hàng có quy mô rất lớn, từng tầng người đông đúc, buôn bán sầm uất. Dựa theo lời của Phương Lập thì tờ nhện thiên nhận càng dài thì đơn giá sẽ càng cao, cho nên lúc trước Ngô Bình đã lập tức chuẩn bị một dây tờ nhện dài 300 trượng. Theo lời thì 10 trượng tơ nhện thiên nhận giá trị trên dưới 100 thánh thù. Tơ nhện thiên nhận dài 300 trượng này ít nhiều gì cũng phải đáng giá trên 100 triệu thánh thù. Bọn không quen thuộc với Thành Mộng Hoa, nhìn thấy chuyện kinh doanh của nhà này không tồi, nên Ngô Bình quyết định đi vào xem thử xem. Có quá nhiều khách hàng, Ngô Bình đi vào cũng không có ai để ý đến, chỉ có thể chủ động tiến lên dò hỏi giá cả. Cậu nhìn xung quanh, nhìn thấy tầng 1 không có bán tơ nhện thiên nhận. Nên dò hỏi một người phục vụ. Quý cửa hàng có bán tơ nhện thiên nhận không? Phục vụ bận đến mức miệng lưỡi khô khốc, trên khóe miệng toàn là nước miếng, liếc nhìn Ngô Bình một cái, không nhịn được mà hỏi, tôi nói này, cậu có biết tơ nhện thiên nhận đáng giá bao nhiêu tiền một thước không? Ngô Bình, tôi nghe nói một trượng tơ nhện thiên nhận trị giá 30.000 thánh thù. Phục vụ khít mũi một tiếng, đúng vậy, nếu 10 trượng thì càng quý. Lòng Ngô Bình tự hỏi tại sao người phục vụ này lại nói chuyện khó nghe như thế, cậu nói thế cuối cùng quý cửa hàng có bán tơ nhện thiên nhận không? Phục vụ trợn trắng mắt, cái này vô cùng chân quý, quanh năm suốt tháng đều thiếu hàng. Nếu cậu thật sự biết được giá thị trường thì hẳn là rất rõ điểm này. Ngô Bình nghĩ thầm, thiếu hàng thì hay quá, cậu cười nói, phục vụ. Tôi muốn gặp ông chủ nhà anh một lần, muốn nói chuyện buôn bán với chủ của anh. Phục vụ thuận miệng nói, bán cái gì? Nếu buôn bán nhỏ thì ông chủ chúng tôi không có thời gian. Ngô Bình, trong tay tôi có chút tơ nhện thiên nhận, muốn bán cho quý cửa hàng. Phục vụ lập tức tỉnh táo tinh thần, hô lên, tơ nhện thiên nhận. Dài bao nhiêu? Ngô Bình, tơ nhện thiên nhận dài 300 trượng. Vừa nghe nói có 300 trượng, phục vụ biết đây là mối lớn, lập tức khách khí, nói, khách quý, mời lên lầu ngồi. Sau mời mấy người Ngô Bình lên lầu, bưng trà rót nước, sau đó ông ta lập tức đi tìm chủ cửa hàng. Chưa đến nửa phút, một người trung niên mặc áo bào da thú màu bạc bước ra, cao hơn 2 mét, râu đen dài, cười ha ha, nói, khách quý, tôi là ông chủ của tiệm, hân hạnh gặp mặt. Nghe nói trong tay cậu có tơ nhện thiên nhận. Ngô Bình gật đầu, ngẫu nhiên có được một đoạn, nghe nói danh tiếng của quý cửa hàng không tồi, nên tôi đến xem thử. Ánh mắt của ông chủ lập tức sáng lên, có thể cho tại hạ xem tơ nhện không? Ngô Bình lấy ra một cuộn cơ nhện, đặt ở trên bàn, nói, mời xem. Ông chủ cầm tơ nhện lên quan sát, sau đó lấy chủy thủ ra nhẹ nhàng cắt một chút. Tơ nhện thiên nhận không thể đứt, chủy thủy của ông ta lại có vài vết xước. Hai mắt ông ta sáng lên, nói, không sai, chính là tơ nhện thiên nhận. Ngô Bình, cuộn tơ nhện này, dài 300 trượng. Nếu ông chủ muốn thì nói giá đi. Ông chủ trầm ngâm chừng nửa phút, nói tơ nhện thiên nhận vô cùng quý giá,
300 trượng tơ lại càng khó có thể kiếm được. Như thế này đi, tôi ra giá 120 triệu thánh thù. Nếu khách quan chê ít thì có thể gửi bán ở tiệm của tôi. Nếu như thứ này bán đi, tôi sẽ tính một chút phí vất vả thôi. Ngô Bình, theo ông chủ phán đoán thì, gửi bán ở đây có thể bán được bao nhiêu tiền? Ông chủ, nếu đủ kiên nhẫn, bán được giá 130 triệu cũng không phải là vấn đề, thậm chí còn có thể bán được 150 triệu nữa nhưng phải đợi hơn nửa năm hoặc lâu hơn. Ngô Bình cười nói, vậy cứ định giá 120 triệu đi. Ông chủ vui mừng, sau này nếu quý khách còn tơ nhện thiên nhận thì nhất định phải đến chỗ tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ cho một cái giá hợp lý. Ngô Bình, chắc rồi. Hai bên xác nhận tiền hàng xong, Ngô Bình mới cầm 120 triệu thánh thù, còn ông chủ nhận lấy tơ nhện thiên nhận trăm trượng. Trong tay có tiền, Ngô Bình tức khắc tiến vào cửa hàng đan dược cách đó không xa. Cửa hàng này chỉ bán đan dược nhưng phẩm chất cũng rất bình thường theo tiêu chuẩn của tiên giới, bậc 1 và 2 khá nhiều, bậc 4 và 5 lại rất hiếm. Cậu phát hiện, giá của đan trung phẩm bậc 4 và 5 cũng phải có giá từ mấy triệu tới chục triệu hoàng thù, phẩm chất đan cứ tăng một cấp là giá sẽ gấp lên 3, 4 lần. Ví dụ như giá một viên đan thượng phẩm bậc 5 thì ít nhất cũng phải là 10 triệu hoàng thù. Xem liên tục vài cửa hàng, Ngô Bình đã hiểu biết đại khái thị trường đan dược của thánh cổ. Cậu quyết định tạm thời luyện chế trước 4 loại để bán. Vì vậy, kế tiếp cậu không ngừng ra vào các tiệm thuốc lớn lần nhỏ, cố gắng mua thật nhiều dược liệu. Lợi nhuận của đan cấp thấp không nhiều, cậu quyết định bắt đầu từ đan cấp 8. 4 loại đan dược có 2 loại là đan cấp 8, 1 loại là đan cấp 9 và 1 loại đan cấp 10, mà cậu quyết định đan cấp 9 sẽ luyện là khai mạch đan. Khai mạch đan có thể giúp tu sĩ thánh cổ thức tỉnh nhiều đạo mạch hơn trong quá trình thánh xúc. Theo lý luận của tu sĩ nơi này, trong trạng thái tốt nhất thì một người có thể thức tỉnh 6 đạo mạch. Trên thực tế thì tu sĩ bình thường chỉ thức tỉnh được 2 đến 3, người tư chất kém thì chỉ có 1, thậm chí còn rất nhiều người không thể thức tỉnh đạo mạch. Tác dụng của khai mạch đan là giúp những người này mở ra nhiều đạo mạch nhất có thể, cũng có thể gia tăng phẩm cấp của đạo mạch. Ví dụ một người chỉ có thể mở ra bạch mạch, ăn đan dược rồi thì có thể mở một bạch mạch và một hoàng mạch. Khai mạch đan là một loại đan dược khá quý, phải đặt trước và tranh giành mới mua được tại Thánh Cổ Đại Lục. Khai mạch đan trên thị trường chỉ có chất lượng hạ phẩm, muốn mua trung phẩm là việc vô cùng khó. Còn về đan trung thượng phẩm thì càng bất khả thi. Trung, thượng phẩm và những đan dược có chất lượng tốt đều để dành cho các thành viên chủ chốt thuộc các thế lực đứng đầu sử dụng. Cho dù là khai mạch đan hạ phẩm thì cũng không dễ mua, người mua không chỉ cần tiền mà còn cần quan hệ. Nếu không có quan hệ thì chỉ có thể xếp hàng vĩnh viễn rồi vĩnh viễn không mua được thôi. Ngô Bình mua rất nhiều dược liệu luyện chế khai mạch đan, sau đó cậu đưa tiền cho Phương Lập Bảo. Ông ta đi mua một cửa hàng mặt tiền. Mộng Hoa Thành tấc đất tấc vàng, một cửa hàng mặt tiền có giá thấp nhất cũng phải hơn 100 triệu linh thù. Phương Lập dựa theo kinh nghiệm mà chọn chúng một cửa hàng có giá 580 triệu linh thù, tương đương 290.000 thánh thù. Con số nhỏ đó đối với người có tài sản hơn 100 triệu thánh thù cũng chỉ là cọng lông bò, không đáng nhắc tới. Cửa hàng này ban đầu cũng bán đan dược nên bên trong có đầy đủ vật dụng, chỉ cần thuê vài người phục. Vụ, là có thể khai trương bất cứ lúc nào. Đồng thời Ngô Bình cũng đã mua xong tất cả dược liệu, lúc này cậu quay về cửa hàng để luyện đan. Loại đầu tiên cậu luyện chế là khai mạch đan. Đan dược này là hàng cung không đủ cầu tại đây, dễ bán nhất. Giá cũng cao nên cậu quyết định luyện nhiều. Lô đan dược đầu tiên là dùng để luyện tập nên chỉ luyện ra 5 viên, chất lượng đạt tới thượng phẩm. Mà mẻ thứ hai thì tăng lên một cấp là thượng phẩm một mẻ 6 viên. Lò thứ ba cũng luyện ra 6 viên, chất lượng cực phẩm. Cậu luyện liên tục 3 lô đan dược xong thì bên ngoài đã hoàng hôn. Phương Lập nói, chủ nhân, hôm nay còn đi gặp nhân vương không? Ngô Bình, mấy hôm nay bận rộn nên tạm thời không đi. Cậu đang định nghỉ một chút nên cũng tán gẫu với Phương Lập. Lão Phương, tôi nhớ ông từng nói chúa tể tương đương với tu sĩ hỗn độn. Vậy nhân vương kia có phải cũng tương tự đạo cảnh hậu kỳ không? Phương Lập, so sánh như thế thì không đúng lắm. Thực lực nhân vương thì mạnh hơn tu sĩ đạo cảnh hậu kỳ nhưng yếu hơn tu sĩ hỗn độn một chút. Tôi cảm thấy thật chất thực lực nhân vương tương đương với bán bộ hỗn độn. Ngô Bình gật đầu, dù là bán bộ hỗn độn thì cũng đã rất lợi hại. Phương Lập nhắc tới con đường chúa tể, chủ nhân, tuy nhân vương rất mạnh nhưng cũng chẳng là gì. Con đường chúa tể sắp mở, chủ nhân nên thử một lần.
Ngô Bình nhìn Phương Lập, còn bao lâu nữa? Phương Lập, tôi vừa tìm hiểu một chút, còn hơn một năm nữa là con đường chúa tể sẽ mở ra. Còn hơn một năm à, vậy còn sớm chán, tạm thời kiếm tiền trước đã. Đã sử dụng thánh môn, nếu hắn không kiếm chút tài nguyên thì đúng là có lỗi với bản thân. Phương Lập gặp chủ nhân, tôi cảm thấy nên xây dựng thế lực ở tiên giới và thánh cổ để khi cần thì không phải tự mình đi làm. Phải, ông nói đúng. Lão Phương, hay vậy đi, sau này mọi việc làm ăn ở thánh cổ đều giao hết cho ông quản lý. Phương Lập cười nói, vâng, tôi nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng. Ngô Bình suy nghĩ một chút, còn về bên tiên giới thì sau này tính tiếp. Khi trời đã tối, bùa ngọc do Mộng Huyền Cơ đưa sáng lên, truyền ra giọng nói của ông ta, cậu đang ở đâu vậy? Nhân Vương đã quay về, muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu. Ngô Bình nói ngay, nhờ ông nhắn Nhân Vương giúp tôi là ngày mai tôi sẽ tới gặp. Mộng Huyền Cơ gửi lời mời cũng chỉ là vì lễ tiết, nghe Ngô Bình bảo mai tới thì tiện thể nói, được, tôi phái người sang, sắp xếp chỗ ở cho cậu nhé. Ngô Bình cười nói, tiền bối, chúng tôi đã có chỗ ở, không làm phiền mọi người. Nói vài câu rồi Ngô Bình cất bùa ngọc, cậu hỏi Thanh Ngưu, anh Ngưu, nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước. Thanh Ngưu đáp, cậu tới Thánh Cổ Đại Lục, tôi không thể không làm chủ nhà tiếp khách rồi. Tôi sẽ ở cùng cậu thêm một thời gian rồi mời cậu cùng tôi về quê hương. Sao ừ, vậy cũng được. Ba người uống chút rượu rồi Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Cậu luyện chế hai loại đan cấp 8, theo thứ tự là Kim Long đan tăng cường thể chất và Linh Tiêu đan bổ trợ thần hồn. Hai loại đan dược này dùng chung thì hiệu quả tương tự Thiên Kiêu đan cậu từng luyện chế. Chỉ là thể chất tu sĩ tiên giới và thánh cổ khác nhau, vậy nên hai loại đan này dùng chung là tốt nhất. Sáng hôm sau, Ngô Bình cất ba viên khai mạch đan vào trong lọ rồi nghiêm chỉnh đi tới gặp Nhân Vương Mộng Phi Hùng. Thanh Ngưu và Phương Lập ở lại trông cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Ngô Bình đã nói trước với Mộng Huyền Cơ nên cậu vừa tới, Mộng San đã đứng chờ. Cậu Ngô, Nhân Vương đang chờ cậu, Mộng San cười nói, có thể nhìn ra là tâm trạng rất vui vẻ. Ngô Bình, giờ tôi nên gọi là chị San nhỉ? Chị San, tôi không có thứ gì tốt nên có mang vài viên đan dược coi như quà gặp mặt. Nghe cậu gọi mình chị San, Mộng San đã thay đổi vẻ ngoài mỉm cười, đan dược cậu đưa chắc chắn phi phàm, đi thôi, chúng ta đi gặp Nhân Vương. Sau khi đi qua một con đường lát đá thật dài, ở phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ, trông không tương xứng với những tòa nhà bề thế ở bên ngoài thành. Mộng San giải thích, Nhân Vương đại biểu cho con dân, cho nên nhà mà Nhân Vương ở sẽ không quá lớn, cũng không quá xa hoa. Hơn nữa, cho dù là bất kỳ một người nào đi nữa, cũng có thể đến bái kiến Nhân Vương, đưa ra kiến nghị. Ngô Bình, ồ, nếu mỗi một người đều muốn đến, vậy chẳng phải Nhân Vương sẽ không thể lo liệu hết mọi việc hay sao? Mộng San cười nhạo, nói, Nhân Vương đã xây miếu thờ kim thân ở khắp nơi, tất cả mọi người đều vào miếu thờ để khẩn cầu. Ngô Bình gật đầu, thật là một biện pháp hay. Đi vào trước cửa nha, một người đàn ông cao lớn đang ở bên trong đọc công văn. Ngô Bình vừa đi đến, anh ta vội vàng đứng dậy chào đón, cười nói, Ngô công tử, không thể tiếp đón từ xa, hy vọng cậu không trách tội. Nhân Vương này, trời sinh mặt mày khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm, đồng thời cũng mang theo tư thái của vương tộc. Nhân Vương cũng quan sát Ngô Bình có được vương tòa kiếm đạo, đồng thời lại có được vương giả chỉ khí, chẳng qua, hai loại khí tức vương giả có khác biệt rất lớn, Ngô Bình bén nhọn, như có thể phá trời xé đất. Còn khí tức của Nhân Vương lại tương đối thân thiện dễ gần hơn, đại diện cho vận mệnh của nhân tộc. Kính chào Nhân Vương, Ngô Bình ôm quyền. Nhân Vương cười nói, Ngô công tử, may mà cậu đã luyện hóa thánh môn, nếu không, vài vị trưởng bối của A cũng không có khả năng sẽ trở về vào lúc này. Ngô Bình, có lẽ là thế. Nhân Vương Mộng Phi Hùng mời Ngô Bình ngồi xuống, cười nói, Ngô công tử, không biết có được hay không, ta có thể gọi cậu là cậu Ngô. Ngô Bình vội vàng nói, đó là vinh hạnh của tôi. Mộng Phi Hùng cười ha ha, tôi có thể cảm nhận được, cậu Ngô tuy không phải Nhân Vương. Nhưng lại có tư chất trở thành vương giả. Nếu ta không nhìn lầm thì, trên người của cậu có vương tỏa kiếm đạo có phải không? Tim Ngô Bình này thịch một cái, ở Thánh Cổ Đại Lục cũng có vương tỏa kiếm đạo sao? Mộng Phi Hùng gật đầu, ở Thánh Cổ Đại Lục và tiên giới tu sĩ, đều có thể cảm nhận được vương tỏa kiếm đạo ở hai bên cũng không có khác biệt cho lắm. Nói như thế, Thánh Cổ Đại Lục cũng có không ít vương tộc,
Mộng Phi Hùng, không sai. Thế nhưng ở Thánh Cổ Đại Lục vương tộc đều là nhân vương đạt được. Ngô Bình, thì ra là thế. Cậu Ngô, Mộng Phi Hùng nhìn cậu, Thánh Môn là một món bảo vật, có được nó, là có thể nhẹ nhàng lui tới tiên giới và Thánh Cổ Đại Lục. Người sở hữu Thánh Môn ở các đời đều sẽ làm một số việc kinh doanh, lợi nhuận cực cao. Ngô Bình, Mộng San cũng đã nói với tôi chuyện này rồi, tôi cũng cảm thấy chuyện này rất dễ làm ăn kiếm tiền. Mộng Phi Hùng nói, cậu Ngô, không biết Mộng Thị của ta có thể hợp tác cùng cậu hay không? Ngô Bình cười nói, không biết nhân vương muốn hợp tác như thế nào? Mộng Phi Hùng nói, địa bàn Mộng Thị có một ít khoáng sản bí tỉnh. Bọn ta có thể cung cấp cho cậu Ngô với giá thị trường. Đổi lại là, cậu Ngô đưa bùa chú tiên giới, pháp khí, bán với giá gấp 2 lần giá thị trường cho ta. Đương nhiên Mộng Phi Hùng biết tu sĩ ở Thánh Cổ Đại Lục thích nhất bùa chú và pháp khí ở tiên giới, dẫu sao thì đây đều là đồ vậy mạnh nhất ở tiên giới. Ngô Bình suy nghĩ, cảm thấy hợp tác như vậy cũng không có hại, cậu gật đầu, cười nói, đương nhiên là có thể. Mộng Phi Hùng vô cùng vui vẻ, cười nói, cậu Ngô sảng khoái. Ở chỗ ta đã chuẩn bị 1 triệu khối bí tỉnh, không mang theo thành kính, xin hãy nhận lấy. Nói rồi, lập tức đưa một cái nhẫn chữ vật giao cho Ngô Bình. Ngô Bình cười cười, không khách khí, cầm lấy cái nhẫn chữ vật, sau đó đưa bình ngọc cho Mộng Phi Hùng, nói, nhân vương. Đây là khai mạch đan do tôi luyện chế, mong anh hãy nhận lấy. Ánh mắt Mộng Phi Hùng sáng lên, cậu Ngô có thể luyện chế đan dược sao? Thật tốt quá! Anh ta mở bình đựng đan dược ra, thì thấy mấy viên khai mạch đan cực phẩm, anh ta vô cùng giật mình, nói, đây chính là đan dược cực phẩm sao? Đan dược cực phẩm ở Thánh Cổ Đại Lục khác với tiên giới, nhưng đều là đan dược cực phẩm cực kỳ khó có thể có được. Đặc biệt là ở Thánh Cổ Đại Lục, trình độ luyện đan rõ ràng không bì kịp tiên giới, ở nơi này muốn có đan dược cực phẩm phải vô cùng khó khăn. Lễ vật này quý giá quá, Mộng Phi Hùng vô cùng kích động, anh ta vô cùng cẩn thận cất đan dược, lại tỏ vẻ cảm tạ với Ngô Bình một lần nữa. Ngô Bình, nhân vương, tôi chuẩn bị mở một cửa hàng đan dược ở Quý Thành. Chuẩn bị hôm nay sẽ khai trương. Không biết nhân vương có bận rộn quá không, có thể đứng ra để tuyên truyền cho cửa hàng đan dược của tôi được không? Mộng Phi Hùng cười ha ha, thế thì tốt quá. Thế nhưng cậu Ngô, ta có một yêu cầu nhỏ. Khai mạch đan loại này có thể cung cấp nhiều hơn cho Mộng Thị của ta được không? Khai mạch đan cực phẩm, muốn luyện chế cực kỳ khó khăn, cho dù là mấy vị chúa tể kia thì trong tay cũng không có được bao nhiêu. Thân là nhân vương, anh ta lại càng khó có thể thấy được. Bây giờ gặp được Ngô Bình, vị thiên tài luyện đan này, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nhất định phải tranh thủ lợi ích cho Mộng Thị. Có khai mạch đan, Mộng Thị có thể càng ngày càng phồn vinh. Ngô Bình biết rõ, muốn có thành tựu ở Thánh Cổ Đại Lục thì không thể không có sự hỗ trợ của vị nhân vương này, cậu lập tức nói, đương nhiên có thể rồi. Sau này, mỗi năm tôi sẽ cung cấp ít nhất 100 viên khai mạch đan cho Mộng Thị. Mộng Phi Hùng vui mừng khôn xiết, thật cảm ơn cậu Ngô. Cậu Ngô, cửa hàng của cậu ở chỗ nào, bổn vương đi xem. Mộng Thị của ta có không ít cửa hàng, nếu cậu nhìn chúng cái nào, thì cứ việc lấy dùng. Hai người nắm tay, sóng vai nhau đi ra phủ nhân vương. Đi vào đường cái, người trên đường lần lượt quỳ xuống hành lễ. Đi đến đường cái, nhân vương nhìn thấy cửa hàng mà Ngô Bình đã chọn, cũng không tồi, lập tức gật gật đầu, nói cửa hàng này cũng được đi. Chỉ là hơi nhở. Vì thế, anh ta lại lôi Ngô Bình đến một con phố càng phồn hoa hơn, chỉ vào một cửa hàng nhà cao 6 lầu, rộng chừng 100 mét, nói cửa hàng này cũng là cửa hàng bán đan dược, hơn nữa là do Mộng Thị của ta mở ra. Cậu Ngô, nếu cậu không chê thì sau này cửa hàng này chính là của cậu, bên trong đã có nhân viên sẵn, cậu cũng không cần phải phiền phức. Chuyện này, Ngô Bình có hơi ngượng ngùng. Mộng Phi Hùng cười nói, cậu Ngô không cần phải khách khí. Bàn tay của anh ta vung lên, lập tức sai người đưa ấm bảng trống xuống, cười nói, cậu Ngô, cậu đã nghĩ ra tên cho cửa hàng của mình chưa? Ngô Bình nói, vậy đặt là thần đan các đi. Mộng Phi Hùng lập tức sai người lấy bút đến, viết xuống 3 chữ lớn thần đan các trên bảng hiệu trống, sau đó cười ha ha, cao giọng, nói, các vị, hôm nay thần đan các khai trương, bổn vương dùng tư cách là vương để đảm bảo về phẩm chất của đan dược, hy vọng mọi người sẽ đến đây mua sắm nhiều. Giọng nói của anh ta, chuyên đi khắp thành, mỗi một người đều có thể nghe được. Có được chữ ký của nhân vương, thần đan các lập tức trở nên nhộn nhịp, 4 phương 8 hướng đều có người đến không ngừng.
Ngô Bình còn chưa chuẩn bị xong, cũng may là cửa hàng này vốn là cửa hàng buôn bán đan dược, còn không ít đan dược tồn lại bên trong, cậu chỉ cần thêm một ít đan dược từ thần đan các là được. Vì thế, cậu lấy ra tất cả kim long đan, linh tiêu đan, khai mạch đan đã luyện chế, đặt chúng ở nơi dễ thấy được nhất. Ngoài cửa vang lên tiếng pháp, nhân vương đích thân châm lửa. Sau đó, có một người kéo hoa đỏ, nhân vương và Ngô Bình cùng nhau cắt băng. Mà cảnh này, đã được vô số người nhìn thấy được. Nhân vương đã cho Ngô Bình đủ thể diện, tự mình hóa thân thành phục vụ, tự mình giới thiệu vài loại đan dược cho mọi người. Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với khai mạch đan, lúc này, có một khách hàng hỏi, ông chủ, xin hỏi khai mạch đan này giá bao nhiêu tiền? Ngô Bình đã tính toán xong từ lâu, khai đan mạch trung hạ phẩm, mỗi cái ít nhất thì 100 vạn thành thù, nếu là hạng trung phẩm thì giá 5 triệu thánh thù. Còn thượng phẩm, thì trên thị trường có rất ít, nên giá cả đương nhiên sẽ cao hơn. Cậu cười nói, đây là khai đan mạch cực phẩm, giá 100 triệu thánh thù. Nghe được giá cả, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, giá này cũng không tính là cao. Ít nhất thì ở bên ngoài, bọn họ dùng 100 triệu thánh thù cũng không thể mua được khai mạch đan cực phẩm. Ngô Bình mới vừa báo giá xong, thì có một lão tu sĩ râu sồm nói, ông chủ, tôi muốn 3 viên đan dược này. Ngô Bình liếc nhìn đối phương một cái, cười nói, lỗi, loại đan này mỗi ngày chỉ bán 1 viên thôi. Người này cảm thấy hơi bất lực, nói, vậy thì 1 viên cũng được. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một cái nhãn chứa đồ, chạm vào nhãn chứa đồ trên cổ tay của Ngô Bình, lập. Ước có 100 triệu thánh thù được chuyển vào, vô cùng thuận tiện. Sau khi có được đan dược, người đó vô cùng kích động, đẩy đám đông ra, nhanh chóng rời đi. Ông chủ, còn có loại đan dược khác không? Có người phản ứng hơi chậm, lập tức cảm thấy hối hận. Khai mạch đan cực phẩm, sau khi được thì bán lại, nhất định có thể kiếm được giá cao gấp vài lần. Ngô Bình, đây là kim long đan tuyệt phẩm, có thể rèn luyện thân thể. Hai lò kim long đan sau này đều là đan dược tuyệt phẩm chất của nó còn cao hơn cả cực phẩm một bậc. Kim long đan cũng là đan dược của thánh cổ đại lục, tuy không quý giá bằng khai mạch đan, nhưng cũng là thứ đan dược khó có thể có được, luyện chế khó khăn, đan dược tuyệt phẩm lại càng khó có thể luyện được. Ta mua 1 viên, có người chen lên trước, đến giá cũng không thèm hỏi, nhất quyết phải mua nó cho bằng được. Ngô Bình cười nói, kim long đan tuyệt phẩm, 1 viên 2.000 vạn thánh thù. Viên đan này nếu có thể dùng chung với linh tiêu đan thì trình độ có thể tăng lên cao nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Mà linh tiêu đan cũng là hạng tuyệt phẩm, giá cũng là 2.000 vạn thánh thù. Lấy thêm 1 viên linh tiêu đan, người này chạm vào, chuyển ngay cho Ngô Bình 4.000 vạn thánh thù. Mấy người ở phía sau lần lượt tiến lên, Ngô Bình chuẩn bị 10 viên linh tiêu đan và 10 viên kim long đan đều bán hết trong nháy mắt, thu về hơn 400 triệu thánh thù. Nhân vương nhìn thấy mà mở to hai mắt, anh ta không nghĩ đến trong tay Ngô Bình thế mà lại còn kim long đan tuyệt phẩm. Chờ sau khi bán đan dược xong, anh ta lập tức kéo Ngô Bình đến một bên, cười nói, cậu Ngô, kim long đan tuyệt phẩm này và linh tiêu đan, có thể bán cho bổn vương một ít hay không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhân vương, sau này tôi sẽ luyện chế ra một loại thiên kiêu đan phù hợp thánh cổ đại lục, nó sẽ có tác dụng của 2 viên đan dược, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Đôi mắt của nhân vương sáng lên, nói thế thì tốt quá. Cậu Ngô, nếu đan dược này có thể luyện thành, nhất định phải lưu cho ta một ít. Đương nhiên, nhiều người đến, ngay cả đan dược được trữ sẵn trong cửa hàng cũng đã bán gần hết. Tuy nhiên, những viên đan dược đó đều là của Mộng Thị, sau khi thu được tiền, Ngô Bình để chủ tiệm ban đầu giữ số tiền này lại, sau đó trả lại cho vương phủ người ta. Đan dược do Ngô Bình chuẩn bị đã được bán hết nhanh chóng, nhưng người đến tiệm lại càng ngày càng nhiều. Cậu không có biện pháp nào. Đành phải lấy mấy viên đan dược đã luyện chế ban đầu đem ra bán, như khai mạch đan thượng phẩm, kim long đan tuyệt phẩm vân vân. Nhân vương có việc, ở được một tiếng thì rời đi trước. Ngô Bình đi lên trên lầu, lại luyện thêm một lò kim long đan và một lò linh tiêu đan. Chỉ là, những viên đan dược mới được luyện ra đều đã được bán hết rất nhanh. Nghiến răng nghiến lợi đi lên lầu một lần nữa, lại luyện chế một lò huyền mạch đan. Huyền mạch đan có công hiệu còn cao hơn cả khai mạch đan một bậc, có thể tăng lên khả năng mở ra huyền cấp đạo mạch. Ví dụ như một người có xác suất là 10% có thể mở ra được huyền mạch,
thì sau khi ăn huyền mạch đan vào, xác suất thành công sẽ đạt 30%, ngay lập tức tăng thêm 20%. Nửa tiếng sau, khi huyền mạch đan thượng phẩm được bày bán ở đại sảnh, tất cả mọi người đều ngây người ra. Phải biết là, huyền mạch đan còn hiếm hơn cả khai mạch đan, cho dù là huyền mạch đan trung hạ phẩm hay hạ phẩm thì bọn họ cũng không có khả năng mua được nó. Thế mà lại là huyền mạch đan, có người kêu lên, tức khắc đi lên bao vây Ngô Bình. Ngô Bình nói, đây là huyền mạch đan tuyệt phẩm, viên đan này dùng với khai mạch đan, là có thể tăng xác suất thức tỉnh huyền mạch lên rất nhiều. Ông chủ, huyền mạch đan này giá bao nhiêu? Có mấy người vội vàng hỏi thăm giá cả. Ngô Bình, huyền mạch đan tuyệt phẩm 300 vạn thánh thù một viên, huyền mạch đan thượng phẩm thì 1.000 vạn một viên, giới hạn chỉ mỗi người một viên. Tôi muốn một cái, lập tức có mấy cao thủ đã chen được vào giữa, đẩy tất cả những. Ngô Bình luyện chế hai lò, được 5 viên huyền mạch đan tuyệt phẩm, 5 viên huyền mạch đan thượng phẩm, kết quả là bị tranh mua không còn một viên, những người không thể mua được, gấp đến mức dậm chân. Cậu lập tức trấn an, nói các vị, ngày mai vẫn có, mời ngày mai lại đến. Ở cửa hàng đan dược có sẵn ông chủ, bây giờ ông chủ lập tức vội vàng chạy đến chỗ Ngô Bình, nói công tử, giá của huyền mạch đan này quá thấp, có thể tăng giá lên một chút không? Ngô Bình, mấy ngày đầu để tạo danh tiếng cho, thần đan các thì giá thấp một chút cũng không sao, coi như là hạ giá bán khai trương. Trưởng quầy nói, công tử nói đúng. Hôm nay có một số đan dược rất được mọi người ưa chuộng, ngày mai chắc hẳn sẽ càng có nhiều người mua hơn nữa, công tử nên chuẩn bị thật tốt. Thế nhưng, khai mạch đan và huyền mạch đan tuy là chân quý, nhưng cũng không thể coi là bảo vật trấn quán, tốt nhất là có thể tìm được một hai loại đan dược. Ngô Bình biết. Vị chủ quản này có kinh nghiệm vô cùng phong phú, lập tức hỏi, trưởng quầy cảm thấy, là loại đan dược gì thì thích hợp. Ông chủ nói, công tử, trên tầng cao nhất của bổn tiệm có một viên cửu chuyển nhân vương đan, tuy là đan dược hạ phẩm, lại đủ khả năng để trở thành bảo vật trấn quán. Viên đan này, ở trên toàn bộ thánh cổ đại lục cũng chỉ có 2-3 người đủ năng lực để luyện chế, dược liệu lại khan hiếm, muốn gom đủ thành phần là việc rất khó. Công dụng của viên đan này cũng không phải nhỏ. Sau khi ăn vào, có thể khiến cho thiên kiêu tu sĩ có khả năng trở thành nhân vương. Tuy không có khả năng chắc chắn khiến người đó thành nhân vương, nhưng dám có tên gọi như thế, thì hiệu quả của nó tuyệt đối không hề bình thường. Ngô Bình nhớ bên trong đan kinh cũng có một loại đan dược thế này, cậu nói, đáng tiếc là trong tay không có dược liệu, bằng không, có thể luyện chế được một lò. Ông chủ cười nói, công tử, phụng mệnh của nhân vương, sau nhiều năm, cuối cùng cửa hàng cũng đã gom đủ dược liệu để luyện chế được 3 lò rồi. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên, nói, vậy để tôi mượn một chút, sau khi luyện đan thành công, tôi sẽ tặng cho nhân vương một viên cửu chuyển nhân vương đan. Ông chủ cười nói, nếu nhân vương biết được, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Cậu biết rõ, cho dù có 100 bộ dược liệu cũng không đổi được một viên cửu chuyển nhân vương đan, giá trị của nó vô cùng lớn. Ngô Bình lên lầu. Ông chủ lấy ra dược liệu đang có, Ngô Bình ở một bên kiểm tra dược liệu, một bên hỏi ông ta, ông chủ, đan dược trấn quán này chắc hẳn cũng có giá đúng không? Ông chủ nói, có, bởi vì đề phòng có người mua đan dược đi, cho nên nhất định khi có người hỏi tới, phải báo ra một cái giá cực cao, giống như viên đan dược kia, báo giá 500 triệu thánh thù. Giá trên trời như vậy, cho dù có là nhân vương cũng cần phải cân nhắc một chút. Sau khi chuẩn tất cả mọi thứ, Ngô Bình bắt đầu luyện chế đan dược. Quả nhiên để luyện ra được cửu chuyển nhân vương đan phải vô cùng khó khăn, lò thứ nhất Ngô Bình phải hao tốn cực tâm lực cực kỳ, dùng hơn một tiếng mới có thể luyện ra được lò đầu tiên. Lò đầu tiên luyện ra được 2 viên, đan dược hạng trung hạ phẩm, cách mục tiêu thượng phẩm còn xa. Sau đó, ở trong cảnh mơ của huyền thiên mà suy đoán một phen, cho rằng có thể bỏ thêm vào mấy loại dược liệu. Do đó, có thể tăng lên được hiệu quả của đan dược, giảm bớt sự khó khăn khi luyện chế. Quả nhiên, lò thứ 2 luyện ra 3 viên đan dược trong 45 phút, cả 3 viên đều đạt hạng thượng phẩm. Lò thứ 3 cậu lại tiếp tục cải tiến, cũng luyện ra được 3 viên, đan dược đã đạt đến hạng tuyệt phẩm. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, cách thời gian của hàng đóng cửa cũng chỉ có mười mấy phút, nhưng người ở cửa hàng cũng không ít đi. Ngô Bình gọi ông chủ đến. Thương lượng với ông ta, ông chủ, trong tay tôi có 2 viên cửu chuyển nhân vương đan trung hạ phẩm, tôi chuẩn bị đem chúng đi bán đấu giá. Cửa hàng chúng ta có kinh nghiệm bán đấu giá đan dược không?
Ông chủ nói, việc bán đấu giá cần phải được thông báo trước, như thế mới có thể hấp dẫn nhiều người đến mua, nâng giá lên cao. Thế nhưng hôm nay cũng có rất nhiều người đến, bây giờ có thể mở một cuộc đấu giá. Ngô Bình, được, ông bán đấu giá một viên trong đó, tôi muốn nhìn thử xem sức mua của mấy người này. Ông chủ cười nói, công tử yên tâm đi, thật ra buổi sáng không có nhiều người đến, nhưng có không ít người đã biết được tin, cho nên bây giờ hẳn là có không ít người ngoài khu vực cũng đến để mua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 209.